Lạc Việt xin kính chào quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và trên các diễn đàn bạn đăng link vào chương trình hôm nay. Không biết là quý thân hữu có nghe rõ tiếng Lạc Việt không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý thân hữu. Diễn đàn yểm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam tranh đấu cho nền dân chủ pháp trị, tôn trọng nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay Chủ nhật 29 tháng 7 năm 2012, diễn đàn yểm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam hợp tác sinh hoạt với diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn phong trào liên kết, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa sinh hoạt hội luận tuần lễ thứ 219. Hân hạnh được tiếp đón Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, vị đại diện ban điều hành khối 8406 và cũng là vị lãnh đạo tinh thần của diễn đàn. Nhà văn Trần Phong Vũ, nhà bình luận thời sự, quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn, đặc biệt các bạn trẻ trong các diễn đàn Yahoo, Blogger, Facebook và Twitter quốc nội. Đề tài hội luận hôm nay: phản ứng điên cuồng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình trạng yếu thế hiện nay, do nhà văn Trần Phong Vũ trình bày và đặt trạch hội luận. Để mở đầu chương trình, mời quý thân hữu cùng giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Lễ chào cờ Việt Nam tự do bắt đầu. Mặc niệm và cầu nguyện để tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương, các vị anh hùng liệt nữ và các vị nhân sĩ đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để bồi đắp nên dải giang sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Đặc biệt để tưởng nhớ công đức hai Bà Trưng Bà Triệu đánh đuổi quân Đông Hán, Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt phá Tống Bình Chiêm, đời nhà Trần ba lần đánh đuổi giặc Nguyên, vua Lê Lợi, Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh, vua Quang Trung diệt quân Thanh. Để tưởng nhớ 72 chiến sĩ hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 chống Trung Cộng xâm lược. Chúng ta cầu nguyện cho các chiến sĩ dân chủ và nhân quyền, dân oan khiếu kiện, dân oan tôn giáo đang bị bạo quyền Việt Cộng trù dập và khoảng 40 thành viên 8406 đang chịu đày ải trong các trại tù. Phút cầu nguyện và mặc niệm bắt đầu.
Lạc Việt xin được thay mặt cho Diễn đàn Yểm Trợ Khối 8406 và Phong trào Dân chủ Việt Nam cảm ơn quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu đã giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Và cũng đặc biệt xin lỗi tất cả quý thân hữu, trong 10 phút vừa qua, ban điều hành 8406 đã bị trục trặc kỹ thuật, thành thử ra đã không thực hiện đúng giờ như quy định. Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu, như thường lệ, chúng ta hân hạnh được tiếp đón Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, vị đại diện cho khối 8406 quốc nội và cũng là vị lãnh đạo tinh thần của diễn đàn. Đặc biệt tiếng nói của Ngài đến với chúng ta hôm nay là lần thứ 219 trong suốt trên 4 năm qua. Đây là một cái thực tế rất là đặc biệt, nói lên sự gắn bó cuộc tranh đấu này giữa quốc nội và hải ngoại. Và bây giờ Ngài sẽ đến với chúng ta một lần nữa trong buổi hội luận hôm nay với nhà văn Trần Phong Vũ, qua một cái đề tài là Đảng Cộng sản Việt Nam điên cuồng trong sự rất là yếu thế của họ trong tình hình hiện nay trước quốc tế và ngay cả quốc nội. Linh mục cũng là những lời giới thiệu với chúng ta về nhà văn Trần Phong Vũ. Xin được kính mời Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi. Xin quý vị cho một dấu hiệu chứng tỏ đã nghe tôi ạ. Và xin cảm ơn. Xin kính chào tất cả quý vị và quý bạn ở trên diễn đàn. Xin kính chào quý anh điều hành các diễn đàn liên hệ. Xin kính chào nhà văn Trần Phong Vũ hôm nay đã đến với diễn đàn của chúng ta để trình bày một vấn đề rất thời sự và tại Việt Nam, đó là Cộng sản điên cuồng đàn áp các tôn giáo. Thì nếu chúng ta theo dõi ở trên mạng thì chúng ta thấy trong thời gian gần đây Cộng sản lồng lùng lên như một con thú dữ. Đối với Phật giáo thì chúng ta thấy rằng là trong cái vụ mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi biểu tình ngày 1/7 thì Cộng sản đã ngăn chặn lúc đó, và sau đó lại trả đũa một cách hèn hạ. Rồi cũng nhân cái dịp đó thì có ngày lễ Phật đản, thì nhiều chùa của Phật giáo Việt Nam thống nhất đã bị ngăn chặn. Rồi cái việc mà thăm viếng nhau giữa cả cái chư tăng đến các chùa bị lâm nạn, nhất là chùa Giác Minh ở Đà Nẵng đấy, thì công an cũng gây khó dễ. Ví dụ như là họ đã ngăn chặn Hòa Thượng Thích Viên Lý, Thích Nguyên Lý là tổng thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, viện chủ chùa Thừa Hiệu ở Sài Gòn, cùng với 40 Phật tử ra thăm chùa Giác Minh ở Đà Nẵng mà đã bị ngăn chặn. Rồi sau đó ngày 20/7, một phái đoàn 20 Phật tử Huế cũng vào thăm chùa Giác Minh thì cũng bị công an và dân phòng ngăn chặn. Họ hăm dọa ai bước vào cổng chùa, bước qua cổng chùa thì sẽ bị bắt khi rời chùa. Đấy là đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội là Hòa Hảo cũng vậy. Mới đây trong cái ngày lễ đại lễ 18/5 âm lịch, kỷ niệm ngày thành lập, ngày xuất hiện của Phật giáo là Hòa Hảo đó, thì cái thành phần quốc doanh thì được tổ chức tưng bừng náo nhiệt. Nhưng mà tại cả vùng mà Phật giáo Hòa Hảo thuần túy do của Lê Quang Liêm lãnh đạo thì Cộng sản đã gây khó khăn, đã không cho người ta đến, và thậm chí có những nhân vật như là ông Trần Nguyên Huộng, hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, đã bị ngăn cấm không được tổ chức hành lễ. Rồi riêng tại Công giáo, cái giáo giáo phần mà bị nạn trong thời gian gần đây nhất đó chính là giáo phận Vinh, qua cái vụ con cuông mà chúng ta đã thấy. Nhưng mà vụ con cuông chưa chấm dứt. Trong sáng ngày 24/7 thì nhiều đợt máy bay gầm rú đinh tai nhức óc đã khuấy động sự yên tĩnh của bầu trời xã đoàn, là nơi mà có tòa giám mục Vinh.
Đây là một cái hành động, tiếp nối hành động đã cho xe tăng đến đứng ngay trước cái cổng vào tòa giám mục ở Sa Đoi. Trong khi đó thì khi phi cơ đang cuồng thảo gây inh ỏi trên bầu trời thì dưới đất đông đảo công an cảnh sát chìm nổi được bố trí dọc theo cái con đường quảng hành Sa Đoi, là cái con đường từ quốc lộ đi vào trong tòa giám mục. Trong một diễn biến khác, có một cái huyện đồi ở xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào chiều 23 tháng 7 đã diễn tập bắn súng, diễn tập bắn súng bằng đạn thật, khiến cho một giáo dân, giáo sư Bình Thuận đã bị bắn xuyên thủng cánh tay. Họ tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật này mà không thông báo cho người dân, và vì vậy mà đã có thế nhiều người bị lạc đàn, trong đó có một giáo dân Bình Thuận. Rồi chính quyền á, tìm cách em nhèm sự việc bằng cách là chi 10 triệu nhưng mà gia đình không đồng ý. Đó là một cái hành động cố ý khiêu khích những người công giáo. Rồi linh mục Nguyễn Đình Thục á, là cái người mà đã bị nạn trong ngày 1 tháng 7 vừa qua đó, thì cho tới hôm nay truyền thông nhà nước vẫn tiếp tục tấn công cho Thục, đặc biệt là bài viết gần đây nhất ngày 20 tháng 7 với tựa đề là từ việc truyền đạo trái pháp luật đến tường trình sai sự thật, toàn là luận điệu xuyên tạc vu khống biến nạn nhân thành thủ phạm. Cũng tại xã Nghi Thuận, quê hương của cha Thuận, quê hương của cha Thục đó, cách đây vài tháng một thanh niên công giáo người Nhân Hòa đã bị đánh chết và phi tang xuống sông Cấm, đây là sông Cấm ở trong đêm. Vụ việc được công an huyện Nghi Lộc điều tra nhưng vẫn chưa ra kết luận và chắc chắn sẽ không bao giờ đưa ra kết luận cả. Tại vì cộng sản chính là chính mà có bàn tay của công an cộng sản nằm ở sau đó. Và gần đây hơn nhất ngày 17 tháng 7 năm 2012, trước sự ngỡ ngàng tưởng chừng không thể tin được vào mắt mình, những người giáo dân thuộc giáo xứ Nghĩa Thành, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là phát hiện 47 cây thánh giá trong nghĩa địa bị đánh gãy nằm lăn lóc. Đó là một sự xúc phạm mới. Lần này cộng sản quyết tấn công vào cái biểu tượng là công giáo. Đây là một cái hành động mà chúng ta không thể ngồi yên và chúng ta không thể cứ chờ là công an điều tra. Công an không bao giờ nó điều tra cả. Thế tôi nghĩ rằng là trong những việc này là chính giáo hội tự mình điều tra và công bố những cái kết quả điều tra cho tất cả thế giới. Bao nhiêu lần nữa thì nhiều khi quá hiền hòa cứ nhờ đến là công an lực lượng đó, nhưng mà chúng nó không bao giờ là phanh phui ra sự thật hết, bởi vì chúng nó đứng đằng sau, bởi vì cộng sản đứng đằng sau tất cả những cái vụ đàn áp đó. Sau đó là tôi xin kể một vài cái sự kiện mới đây, chắc chắn là nhà văn Trần Phong Vũ, cái người mà nắm được thông tin rất là nhiều cũng như là có những cái lý giải rất sâu sắc về tình hình thời cuộc, nhất là tình hình là tôn giáo tại Việt Nam, sẽ trình bày với chúng ta tất cả một cách rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Tôi xin hết lòng cảm ơn nhà văn Trần Phong Vũ và trân trọng giới thiệu ông cùng với tất cả những làng. Xin mời quý vị, xin mời các bạn cùng lắng tai lắng nghe, và sau đó chúng ta sẽ đào sâu thêm vấn đề bằng cách là chúng ta đặt những câu hỏi. Thế mong rằng những cái cuộc diễn đàn này, những diễn đàn như thế này sẽ làm cho chúng ta ý thức hơn về tình hình đất nước, về cái bộ mặt của cộng sản, mà không phải là biến chất đâu, Nga là lộ nguyên hình thôi. Thế, và để chúng ta càng quyết tâm hơn, có những phương sách hữu hiệu để chúng ta thế, chống lại kẻ thù không phải không những của tôn giáo mà còn của cả con người, không phải là kẻ thù của dân tộc mà còn của cả nhân loại. Mà trong khi đó chúng ta thấy ở chân trời đang lượn vượn một cái bóng ma lớn, một cái tai họa lớn đến cho nhân loại, đó là Trung Quốc, và bên mắt của nó là cái tên cộng sản, là chư hầu sẽ cùng cộng tác với Trung Quốc để mà gây hiểm họa cho toàn thế giới. Thưa đó là vài lời tôi xin được gửi tới quý vị. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhà văn Trần Phong Vũ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng tai nghe. Tôi xin hết lời. Lạc Việt xin được thay mặt cho diễn đàn yểm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam
Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và quý diễn đàn đăng linh vào chương trình hội luận hôm nay chân thành cảm ơn những lời mở đầu của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi. Những lời mở đầu nói lên bao cuộc đàn áp trong quốc nội như chúng ta vừa mới lắng nghe càng chứng tỏ cái đảng cộng sản này hèn với giặc, ác với dân. Người ta chỉ cầu nguyện mà mang xe tăng tàu bò cùng những phi cơ rầm rộ trên bầu trời. Sao họ không mang xe tăng tàu bò và những phi cơ rầm rộ để mà bảo vệ ngư dân đang bị đánh chết trên Biển Đông, để bảo vệ Hoàng Trường Sa như bức bản đồ cũ cổ mà chúng nó vừa cho công bố vừa rồi. Công bố vừa rồi chỉ để làm gì? Trình diễn chăng? Hay là giảm áp lực của người dân trước sự ban nước của họ? Những lời mở đầu của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi cũng là những lời giới thiệu chân thành nhà văn Trần Phong Vũ. Xin được kính mời nhà văn Trần Phong Vũ qua đường live phone của Phong Trần 8406. Chúng tôi là California xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, quý bạn ở trong diễn đàn. Và dĩ nhiên là chúng tôi phải cảm ơn linh mục Phan Văn Lợi, người đã có những cái nhận định sát với lại thời cuộc Việt Nam trong những năm, trong những ngày tháng vừa qua, gần đây nhất đối với chúng ta, đặc biệt là hai cái sự kiện mà cha đã nhấn mạnh, đó là cộng sản đang gia tăng một cách điên cuồng để mà nhắm vào giáo hội Công giáo, và dĩ nhiên trong đó chúng ta cũng đừng quên là họ nhắm cả vào các tôn giáo khác như là Phật, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và ở miền Nam thì là giáo hội Hòa Hảo. Cha cũng có nhắc tới một cái sự kiện rất là nổi bật, tức là cái vấn đề biển đảo, mà trong đó có cái việc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam vừa thúc đẩy cái quốc hội của họ vội vã đưa ra một cái luật về biển, và lại mạnh miệng xác nhận chủ quyền trên hai bán đảo, trên hai cái đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chính từ cái sự kiện này chúng tôi sẽ được anh em trong ban điều hành đã gợi ý để chúng tôi trình bày một cái đề tài nêu lên sức tổng quát về những gì mà nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay đang phải đối đầu, và cái gì đã khiến cho họ phải điên cuồng chống phá các giáo hội, và đặc biệt là giáo hội Công giáo, kể cả cái chuyện mà xâm phạm tới những cái biểu tượng thiêng liêng của người Công giáo, mà như cha Phan Văn Lợi vừa trình bày một cái sự kiện ngày 17 tháng 7 vừa qua, họ đã đập phá một loạt 47 cây thánh giá trên các nấm mồ của người Công giáo tại nghĩa trang giáo xứ Nghĩa Thành ở Nghệ An. Đấy là những cái điểm mà chúng tôi cũng sẽ trình bày, nhưng mà chúng tôi trình bày trên một cái bình diện cụ thể, để từ đó chúng ta sẽ cùng thảo luận và sau đó đưa ra cái kết luận là mỗi người chúng ta ở hải ngoại này cũng như ở trong nước chúng ta phải làm gì để mà có thể rút ngắn cái cuộc đấu tranh chống lại một cái chế độ bạo tàn, để mà xây dựng một đất nước Việt Nam phú cường, chống lại có đủ khả năng để mà đưa vấn đề biển đảo ra quốc tế, để có thể khẳng định lại cái chủ quyền thật sự của đất nước chúng ta. Vậy thì cái phần nói chuyện của chúng tôi hôm nay có thể tạm chia là làm ba phần. Phần thứ nhất là chúng tôi sẽ trình bày để chúng ta hình dung ra những khó khăn khắp mặt mà Cộng sản Việt Nam đang phải đối diện. Sau đó chúng ta có thể từ cái nhận định tổng quát đó, chúng ta sẽ nêu lên một cái câu hỏi để tự trả lời là cái điều gì khiến cho Cộng sản Việt Nam sợ nhất trong lúc này. Và sau đó cuối cùng chúng ta sẽ nói về xác định một cái thái độ cũng như nhận lấy cái trách nhiệm của chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Thế thì thưa tất cả quý vị và quý bạn, chúng tôi
Xin khởi đầu cho cái buổi nói chuyện này, và như cha Phan Văn Lợi cũng đã nói đó, cái phần chúng tôi chỉ là gợi ra một số những cái điểm then chốt trong một cái số phút nhất định, rồi sau đó chúng ta sẽ có rất nhiều thì giờ để trao đổi, bởi vì cái sự trao đổi này mới giúp chúng ta nảy sinh ra được những cái ý kiến cũng như những sáng kiến và những cái quyết tâm để từ đó chúng ta làm sáng tỏ cái vấn đề mà chúng ta trình bày, mà chúng tôi có cơ hội được trình bày ngày hôm nay, để xác định lại cái vị trí, thái độ và quan điểm cũng như là cái trách nhiệm của chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Thế thì nhìn một cách tổng quát thì chúng ta thấy rằng có ba vấn đề mà nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay đang phải đối diện, mặc dù là có vẻ như có lúc cái vấn đề này lắng xuống, nhưng mà nó chỉ lắng tạm thời trên bề mặt, nó giống như là một cái tảng băng nổi lên trên, còn cả một cái phần nằm ở dưới là cả là một cái gì vẫn còn nguyên vẹn ở đó, mà họ đã phải tìm mọi cách để họ thoát ra khỏi cái đó. Nhưng mà họ có thoát được hay không, và họ đang phải gặp những cái khó khăn gì, những cái điều nó nghịch lý nằm ở bên trong đó là những cái gì, chúng ta sẽ khai triển ở trong cái phần thứ nhất này. Thế thì ba cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, mà họ đang dồn Cộng sản vào những cái bước khó khăn khiến cho họ phải điên cuồng, và họ có những cái hành vi mà riêng về mặt tôn giáo đã được cha Phan Văn Lợi nói ban nãy. Thứ nhất là vấn đề đất đai nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó, điển hình là hai cái vụ Tiên Lãng và Văn Giang. Tôi không cần nhắc lại nữa, chúng ta chỉ cần nhớ lại thì chúng ta biết rằng Tiên Lãng đã đẩy Cộng sản vào một cái hoàn cảnh như thế nào, và họ đã hành xử ra sao, cái vấn đề dây dưa hiện nay cũng như cái hệ lụy của nó đối với họ như thế nào trong vụ Tiên Lãng cũng như được vụ Văn Giang nó vẫn còn nguyên vẹn. Một ngày nào đó đất đai của chúng, của quần chúng Việt Nam, của nông dân Việt Nam, của những cái cơ sở tôn ở Việt Nam chưa được giải quyết một cách công thẳng, công bằng, một cách có trách nhiệm, thì ngày đó nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn còn là cái đối tượng để cho quảng đại quần chúng Việt Nam, trong đó có 70% nông dân ta chống lại. Cái khó khăn thứ nhất mà có lẽ nó sẽ kéo dài rất là lâu và mà Cộng sản Việt Nam sẽ phải đối đầu. Cái thứ hai là vấn đề tôn giáo, như cha Phan Văn Lợi đã trình bày cho chúng ta một cách khái quát, nghĩa là đưa ra một cái hình ảnh khái quát mà ngay lúc này đang diễn ra ở trên đất nước Việt Nam, trong đó có cái vụ con cuông. Thì như chúng ta đã biết, trong cái vụ này nhà Cộng sản Việt Nam đã hành xử một cách điên cuồng, ai cũng nhận ra, khi mà họ đã lùa những cái bọn côn đồ, và mà cái côn đồ đó tôi mở dấu ngoặc để nhấn mạnh, trong một cái xã hội đó, khi mà cái bạo lực đã hoàn toàn nằm trong tay nhà nước ấy, thì không ai có thể tin rằng có một cái lực lượng, có một cái thế, có một cái xã hội đen, có một cái nhóm mà lại có thể hoạt động cách tự do theo kiểu Lương Sơn Bạc, theo cái kiểu của một cái lũ thảo khấu được. Thế thì nó là gì? Xin trả lời ngay, nó là những cái bàn tay do chính cái chế độ đã lập ra để mà khống chế những cái gì cần phải khống chế và muốn che đậy nhân dân, là không phải do họ làm ra mà do những cái gọi là quần chúng tự phát, do là những cái xã hội đen. Thì chúng ta có thể trả lời dễ dàng, gần đây tôi nhớ mãi, chắc là tất cả quý vị quý anh chị trên diễn đàn cũng có thể nhận ra một cái điều là gần đây tôi nhìn trên một cái bức hình, và cái bức hình nó chú thích rất kỹ, một người mặc thường phục nhưng mà vì cái quần được kéo cao lên, người ta thấy lòi ra một cái dớ, tức là trong Việt Bắc gọi là cái tất đó, mang một cái màu mà ai cũng nhận diện ra, đó là cái màu dớ đồng phục của công an cảnh sát. Thành ra họ giấu đầu mà họ hở đuôi. Thế thì cái vấn đề mà họ đã dồn những cái thế lực đó, thế lực gọi là đen đó, cái đám quần chúng tự phát đó, để mà đánh linh mục, đánh giáo dân, cái chuyện đó chúng ta đã nhìn
thế, trên hình ảnh với máu me chảy ra như thế nào, với những cái thương tích nặng nề như thế nào thì chúng ta đều biết cả rồi. Thế thì ai vào đó mà dám lộng hành như vậy? Câu hỏi đã rất là rõ ràng để cho chúng ta thấy rằng là họ đang dồn mọi thủ đoạn tàn tệ nhất, đê tiện nhất để mà nhắm vào người Công giáo, đặc biệt là người Công giáo ở vùng Thanh Nghệ Tĩnh. Cái điều này chúng tôi lại phải cần phải đi ngược trở về quá khứ để gợi nhắc thôi. Chứ tất cả những người nào đã biết về cái tinh thần quật khởi của đồng bào Thanh Nghệ Tĩnh nói chung, cách riêng người Công giáo ở đó thì chúng ta đều đã biết rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn chỉ một rất tóm gọn cái thời điểm năm 1956, khi mà ở Hà Nội có nổ ra cái vụ nhân văn giai phẩm, cái phong trào nhân văn giai phẩm, trong đó các nghệ sĩ đã vùng dậy một lần rất là quyết liệt để mà nói lên cái tiếng nói đòi tự do sáng tác, tố cáo một cái chế độ mà trấn áp giới trí thức, trấn áp đưa những cái đường lối chỉ thị của nhà nước buộc các văn nghệ sĩ phải noi theo. Và một lần đó là một cái trường hợp mà khá đặc biệt, dồn những cái người nghệ sĩ, những cái nhà văn, nhà báo đã dám can đảm cất lên tiếng nói của mình trong suốt năm 1956. Và cuối cùng thì như chúng ta đã biết, với một cái chế độ công an trị như vậy, họ đã tìm mọi cách để họ trấn áp và bắt bớ cũng như khủng bố tất cả những văn nghệ sĩ đó. Thế thì đồng thời với lại cái việc xảy ra của một cái thượng tầng giới trí thức ở Hà Nội đó, thì nông dân Việt Nam ta ở vùng Thanh Nghệ Tĩnh, đặc biệt là Nghệ An, đã có những cái cuộc vận động đặc biệt mà chúng tôi chỉ nêu lên đây vài điểm thôi. Đối với người Công giáo, nó gợi nhắc cho chúng ta nhớ tới những cái gì mà Liên đoàn Công giáo Việt Nam ở Liên Khu Tư đã làm. Và sau đó thì như chúng ta đã biết, khi mà cái liên đoàn đó nó đã thâm nhập vào quần chúng, mà khi mà nó đã vượt ra ngoài cái sự tự chế của những cái người cầm đầu đó, thì máu đã đổ. Và vì máu đã đổ, bởi vì người Công giáo lúc bây giờ họ đã nhìn ra cái bộ mặt thật của Cộng sản. Mà khi bước vào quần chúng ấy thì thấy là có cái bạo động. Và vì vậy chân cuối cùng nhà nước đã giải tán, hay là nói khác, truy diệt cái Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại đây. Rồi chúng ta lại phải nhớ liên hệ ngay tới cái vụ Ba Làng, cái vụ Quỳnh Lưu, là những cái vụ mà phải nói là hàng trăm ngàn nông dân đã nổi dậy và nhà nước đã dồn bộ đội vòng quanh trong vòng ngoài, mà người ta nói rằng tới 6 vòng. Tại sao lại có 6 vòng? Là bởi vì ban đầu chỉ có chừng 5-7 ngàn người nông dân nòng cốt vùng dậy để đòi quyền tự do của cái người mà được quyền sống, quyền có đất đai để mà lo cho đời sống của mình. Riêng những người có tín ngưỡng thì có quyền được hành xử cái niềm tin của mình. Thì lập tức Cộng sản bao vây vòng thứ nhất, rồi sau đó lại chính nhà những người nông dân lại bao vây tiếp và dồn cái bọn cán bộ quân đội cũng như là công an cảnh sát vào giữa. Sau đó thì lại đến một cái lớp công an cảnh sát khác, kể cả quân đội. Và trong cái dịp này phải nhấn mạnh chính Văn Tiến Dũng là người đã được nhà nước, được Bộ Quốc phòng cử tới, mang cả một trung đoàn tới để bao vây. Và cuối cùng họ đã tìm mọi cách để họ triệt hạ cái nguồn thực phẩm, nước nôi cho những cái người dân ở trong. Và cuối cùng họ đã giết rất là nhiều những cái người nông dân lúc bấy giờ, bắt bớ rất là nhiều người và để đánh tan đi cái cao trào quần chúng lúc bấy giờ. Thế thì sóng vỗ lớp sau như lớp trước, chỉ vẫy vùng ai chẳng ai đâu. Thế thì cái vấn đề là người dân Nghệ An là như thế, người dân miền Trung là như thế, cho nên chúng ta không lấy làm lạ những cái sự kiện đã xảy ra ở Tam Tòa trước đây.
đã xảy ra ở Đồng Chiêm, đã xảy ra ở rất nhiều nơi mà khi mà cộng sản đã huy động những cái bộ đội của họ, kể cả những cái thế lực đen đến để mà đàn áp quần chúng. Và ngay trong lúc này thì là đang xảy ra ở Con Cuông, mà như cha Phan Văn Lợi đã nói đó, cái vụ Con Cuông chưa có hết, cái hậu của nó vẫn còn đang tiếp diễn. Và như những tin tức chúng ta nhận được thì quần đồng bào ở đó vẫn còn đang tiếp tục có những cái động thái để chống lại nhà nước cộng sản. Nó vẫn còn giống như là một cái trái mìn nổ chậm, tuy rằng là bề mặt đã có những cái lúc bùng ra nhưng mà chưa hết, trong những ngày sắp tới đây còn nhiều chuyện nữa. Và nhất là khi mà cái tin 47 cái nghĩa trang mà trên đó thánh giá đã bị đập gãy, như quý vị và quý bạn, cá nhân tôi cũng đã được nhìn thấy trên một cái trang hình ảnh đây bây giờ trước mắt chúng ta, những cây thánh giá bị gục gãy, bị đập phá tan tành ở trên những cái nấm mồ của những người công giáo ở cái nghĩa trang của cái giáo xứ Nghĩa Thành ở Nghệ An. Thì đấy là một cái mối đau xót không phải chỉ riêng cho cái người công giáo, nhưng mà nó là một cái hành vi, nó làm động cái tất cả những cái tín ngưỡng của người Việt Nam vốn là cái người tôn trọng thần thánh. Cho nên khi mà nhà nước cộng sản đã có những cái hành vi điên cuồng đó thì chắc chắn cái kẻ gieo gió này rồi cũng sẽ phải gặt bão. Bão như thế nào? Cái vấn đề đó chính là những cái gì mà chúng ta phải có dịp quan sát trong những ngày sắp tới đây. Thế thì đấy là hai cái vấn đề mà chúng ta đã thấy rồi. Một cái vấn đề thứ ba chúng ta cũng đã thấy và nó đang bày ra trước mắt chúng ta những cái hiện tượng vô cùng nghịch lý, mà những cái nghịch lý đó chúng ta cần phải phơi bày cho công luận thế giới thấy, cũng như đồng bào chúng ta thấy, để chúng ta từ đấy thấy được cái bộ mặt đáng gớm ghiếc, cái đám đáng tởm của một cái chế độ mà họ đã bất cố liêm sỉ. Họ đã đến cái chỗ mà họ cúi mặt xuống để mà chấp nhận cái thân phận tôi đòi đối với kẻ thù truyền kiếp của chúng ta là Trung Quốc, là Trung Cộng. Đó là vấn đề biển đảo. Cái vấn đề biển đảo này là cùng với lại hai cái vấn đề đất đai và vấn đề tôn giáo, nó sẽ xoáy vào và như là một cái sức mạnh, một cái cơn cuồng phong để mà có cái tác dụng lật đổ cái chế độ hiện nay. Và cái vấn đề lật đổ sớm hay muộn sẽ chính là cái thái độ của chúng ta sau này. Chúng ta sẽ có dịp xác định một cách rõ ràng qua những cái trao đổi của quý vị trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Thế thì cái vấn đề biển đảo, tại sao nó lại cái vấn đề nó lại quan trọng như vậy, và tại sao chúng tôi lại có đề cập tới những cái nghịch lý mà không thể nào mà có thể hiểu được? Thế thì trước hết chúng ta thấy ngay được những cái nghịch cái sự kiện mà tại làm sao khiến cho nhà nước cộng sản phải vội vã đưa ra một cái luật biển giữa lúc họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Câu trả lời rất là dễ, là bởi vì họ đo lường được mười mấy cái cuộc biểu tình của giới trí thức, của thanh niên, của quần chúng ở Hà Nội, và một cuộc biểu tình rất là lớn ở tại tại Sài Gòn. Và sau đó thì họ đã bắt đầu thì họ đã huy động tất cả mọi cách để mà dẹp những cái cuộc biểu tình. Và riêng những cuộc biểu tình gần đây thì chúng ta lại cảm thấy rõ hơn. Bây giờ chúng tôi muốn trở lại cái lý do tại sao họ phải đưa ra cái luật biển, mà giữa cái lúc nó có biết bao nhiêu cái chồng chéo tạo nên cho những khó khăn cho chính họ chứ không phải là cho ai khác. Cái thứ nhất ấy, thì chúng ta thấy ngay cái vấn đề cái gọi là công hàm mà Phạm Văn Đồng ký năm 1958 để mà xác nhận rằng là Trường Sa Hoàng Sa là của Trung Cộng đó. Nó là một cái khúc xương mà họ đã cố tình giấu kín mãi nhưng sau này đã lộ ra rồi.
Thế thì trên nguyên tắc ra trước khi đưa ra một cái luật biển đảo như vậy, họ phải dẹp cái này đi đã, bởi vì một cái luật sau đó đã xác định về cái quyền trên luật biển rồi, và lại xác định chủ quyền của mình trên Trường Sa, Hoàng Sa rồi, thì cái văn bản kia phải 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 hủy diệt, nghĩa là phải triệt tiêu, phải phải loại bỏ nó đi. Nhưng mà quả thật là họ không thể loại bỏ được vì nhiều lý do mà sau này chúng ta thấy là ngay ngay Trung Cộng cũng đã, Bắc Kinh cũng đã dựa vào cái đó để mà họ tuyên bố rằng Trường Sa, Hoàng Sa cũng như cái vùng biển đó là thuộc chủ quyền của họ. Thế thì cái nghịch lý nó thứ nhất nó nằm ở trong cái đó, nhưng mà bây giờ chúng ta tạm bỏ qua cái chuyện đó đi, nó sẽ đẻ ra những cái nghịch lý khác nữa. Cái nghịch lý trước mắt mà chúng ta thấy là sau khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đẩy cho cái quốc hội bù nhìn của họ thông qua với một cái tuyệt đại đa số phiếu của dân biểu về một cái gọi là luật biển và xác định chủ quyền trên Hoàng Sa, Trường Sa, thì cái gì xảy ra ngay sau đó, xảy ra sau đó, đặc biệt là kể từ ngày 21 tháng 7 vừa qua cho tới những ngày vừa qua, chúng ta thấy Trung Cộng là ai? Trung Cộng là quan thầy, là kẻ đỡ đầu cho cái chế độ cộng sản, là kẻ mà đã sưng sưng đưa ra một cái khẩu hiệu bốn tốt 16 chữ vàng. Tôi muốn nhắc lại những khẩu hiệu đáng lợm giọng đó. Thế mà nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng lại luôn luôn học theo cái đó để mà nói, rồi cũng bốn tốt, cũng 16 chữ vàng mỗi một khi có cơ hội. Nhưng mà thực sự ra thì cái này chỉ là một cái bình phong che đậy mà thôi. Cái động thái của nhà nước Trung Cộng, của Bắc Kinh công khai đến thiết lập cái cơ chế hành chính ở trên trên cái Trường Sa và Hoàng Sa của chúng ta, và ngày nay họ còn đưa huy động cả quân đội tới đó, họ còn tổ chức một cuộc bầu bán để mà đưa 45 đại biểu vào trong những cơ quan dân cử của họ để họ muốn huênh hoang với thế giới rằng Trường Sa, Hoàng Sa là của họ. Thế thì trở về Việt Nam thì sao? Trở về Việt Nam trước một cái sự kiện đó, nếu mà là một cái kẻ còn có một chút liêm sỉ thì họ phải đặt vấn đề một cách hiên ngang, thẳng thắn và trực diện với Bắc Kinh. Đằng này như thế nào tất cả chúng ta đã biết. Cho nên chúng tôi xin được phép được dùng một cái từ ngữ mà nó không đẹp trong cái lúc bình thường mình không muốn dùng với nhau. Chúng tôi phải nói rằng, chúng tôi phải nghĩ rằng Trung Cộng, Bắc Kinh, hay nói rõ đi, quan thầy của nhà nước Cộng sản Việt Nam, họ đã có một cái thái độ hống hách, một cái thái độ kẻ cả, một cái thái độ mà lúc nào cái tham vọng bá quyền cũng vượt lên trên hết, khiến cho họ đã phóng uế lên đầu, lên cổ, lên tất cả tập thể lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tại sao vậy? Là bởi vì vừa một cái đạo luật chưa ráo mực vừa mới công bố với thế giới rằng về vấn đề biển đảo, về mọi thứ cách này cách kia để mà bảo vệ này kia, rồi để xác định rằng là Trường Sa của Hoàng Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam. Thế mà cái kẻ mà gọi là luôn luôn bốn tốt với 16 chữ vàng đó đó, họ lại công khai xác nhận thiết lập những cái cơ chế để mà chứng tỏ rằng Trường Sa, Hoàng Sa là của họ. Thế thì cái hành vi đó còn có cái từ ngữ nào khác hơn là họ đã phóng uế lên trên đầu của những cái tay trùm cộng sản là Nguyễn Phú Trọng, là Nguyễn Tấn Dũng, là Trương Ấn Sang, hay là nói chung tất cả cái bộ sậu, bộ chính trị và cả cái đám trung ương đảng. Nói rõ hơn, đúng là như Trả Lời đã nói, hay là nhà anh em chúng ta cũng đã từng nói, luôn luôn hèn với dân, luôn luôn hèn với dân nhưng mà lại khiếp sợ đối với đấy, kẻ thù, một kẻ thù truyền kiếp, không phải bây giờ mới lộ ra cái bộ mặt là
muốn khống chế đất nước chúng ta, muốn xâm lăng đất nước chúng ta, muốn cướp tất cả những cái di sản của tiền nhân trên cái phần đất của chúng ta. Thế mà họ cái phản ứng một cách yếu đuối, không cần so sánh đâu xa, chỉ cần so sánh với Phi Luật Tân là một cái dân tộc, là một quốc gia về mọi phương diện họ yếu hơn mình, nhưng mà họ đã hiên ngang chống lại Trung Cộng, trong khi nhìn về Việt Nam thì là cái gì? Cái nghịch lý nó nằm ở cái đó, nghịch lý mà có thể nói rằng là họ phải tìm mọi cách họ khỏa lấp đi, họ che đậy đi để cho người dân chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà sự thật họ có thành công hay không thì chúng ta đều đã được biết. Một cái nghịch lý khác liên hệ tới chính đồng bào chúng ta, chính những anh em cật ruột chúng ta, chính những nạn nhân của chế độ hiện nay. Chúng tôi muốn nói tới trường hợp blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải. Chúng tôi muốn nói tới cô Phạm Thị Thanh Niên. Chúng tôi muốn nói tới cả những người tù nhân mà hiện nay còn đang nằm ở trong tay chế độ cộng sản, như cô Tạ Phong Tần chẳng hạn, như là bà Bùi Bích Hằng chẳng hạn. Tuy rằng bây giờ được tự do, nhưng mà cái tự do ở trong cái lồng của chế độ. Một khi đã có một cái đạo luật xác định rõ chủ quyền của chúng ta là Trường Sa, Hoàng Sa, một khi đã có một cái đạo luật về biển với tất cả những cái lời hay ý đẹp để mà nói tới cái quyền của người dân Việt Nam, của đất nước Việt Nam, đối với lãnh thổ của mình, đối với lãnh hải của mình, đối với những cái phần đất ở ngoài kia là những cái hòn đảo mà từ bao nhiêu năm đời nay đã thuộc về chúng ta. Thế mà thử đi ngược trở lại quá khứ, những cái người như là anh Nguyễn Văn Hải, như cô Phạm Thính, chị Thanh Niên, anh Hải chỉ là treo lên một cái khẩu hiệu trên cầu Long Biên để mà nói rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, một cách nào đó gián tiếp tố cáo cái chế độ bá quyền, cái tham vọng bá quyền của Trung Cộng đang muốn cướp Trường Sa và Hoàng Sa của chúng ta. Thế thì khi đã có cái đạo luật kia, là cái trường hợp anh Nguyễn Văn Hải, nếu mà cái chế độ nó không có những cái mắc mưu, nó không có những khúc xương ở trong họng không nhả ra được ấy, thì ngay lập tức là phải trả tự do cho anh Nguyễn Văn Hải. Cũng như trường hợp cô Phạm Thị Thanh Niên mới là cái trường hợp đau xót. Một cái người mà đi biểu tình thì bị bắt, không biểu tình được thì để bày tỏ một cái tinh thần từ trong chính tấm lòng của mình, muốn nói lên để cho nó an tâm mình, và hai nữa để thỏa cái lòng yêu nước của mình bằng cách ngồi tọa kháng ở trong nhà mình chỉ với một cái hàng chữ ở đằng sau: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thế mà cộng sản cũng đột nhập vào nhà cô, bắt cô giam cầm cho tới ngày nay. Cái nghịch lý nó nằm ở trong cái chỗ đó, mà nó là cái nghịch lý đau xót. Nó đau xót và đồng thời chúng ta cho chúng ta thấy cái bộ mặt nham nhở, một cái mặt bộ mặt bệ rạc, một cái bộ mặt của một cái chế độ và họ không biết lấy làm nhục, khi mà họ luôn luôn mạnh miệng tuyên bố đủ điều, kể cả dám đưa ra một cái đạo luật như thế, nhưng mà khi kẻ thù đến một cách công khai để mà có mặt hiện diện trên đất nước của mình, trên cái một phần thân thể đất nước của mình, với những cái cơ chế hành chính, với những cái khuôn mặt được gọi là đại diện về lập pháp, rồi đưa cả quân đội, đưa cả những cái súng ống và tàu thuyền ra đó để mà chứng tỏ cái quyền năng của họ. Thế thì cái chuyện mà lâu nay họ coi Trung Cộng như là, với lại cái mối liên hệ với Việt Nam như là môi hở răng lạnh, là môi răng với nhau, thì phải xem trong trường hợp đó. Tôi nghĩ rằng cái câu tôi đã ví von ban nãy là nó còn chưa đủ để mà diễn tả cái nhục của những cái tay cầm đầu cộng sản hiện nay. Tôi nhắc lại câu nói đó: Bắc Kinh đang ngồi xổm trên đầu những cái tay lãnh tụ cộng sản, hay nói một cách mạnh hơn là họ đang phóng uế trên những cái tay cầm đầu của chế độ,
là bởi vì họ chả coi cái luật của anh Việt Nam là cái gì cả, của các anh Việt Nam cộng sản là cái gì cả. Đó là vấn đề chúng ta cần phải nhìn thẳng vào đó. Và nó đang gây ra biết bao nhiêu rồi thì trở lại với lại cái vụ mà cấm cách những cuộc biểu tình từ ngày mùng 1 tháng 7, mùng 8 tháng 7 vừa qua, 15 tháng 7 vừa qua ở Hà Nội. Rồi ở Sài Gòn thì tuyệt nhiên tất cả những ngõ ngách công an được dàn ra khắp nơi, rồi tìm đến những cái nhà đấu tranh để dọa nạt đủ thứ. Rồi thì khi họ vừa mới bước ra khỏi nhà lập tức là tìm mọi cách chèn ép. Tôi chia sẻ cái nỗi đau của đồng bào Phật tử khi mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã lên ở Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã công khai lên tiếng kêu gọi đồng bào Phật tử cũng như nói chung tất cả mọi người cùng biểu tình để chống lại âm mưu bá quyền của Trung Cộng. Thì nhà nước đã làm gì? Tất cả quý vị đã biết. Những lời tố cáo của các đại đức, các hòa thượng, các vị lãnh đạo tinh thần của giáo hội Phật giáo đã cho chúng ta thấy rồi. Lạ kỳ, còn cái gì lạ kỳ bằng cái chuyện mà chúng ta hình dung một cái nhỏ, một cái căn nhà bị kẻ cướp đến cướp. Thế mà con cái sinh ra, tôi ví von như vậy, chứ ở đây nó không có cái nghĩa mà chúng tôi muốn nói là cái bọn kia là những cái bậc gia trưởng cha cha mẹ. Nhưng mà ta ví von như vậy để cho dễ hiểu. Một cái gia đình đang đêm bị kẻ cướp xô lấn tới để mà tấn công nhà mình. Con cái muốn, tất cả những bầy con muốn kết đoàn lại để mà chống lại những cái kẻ cướp đó. Thì ông bố bà mẹ, có cái ông bố bà mẹ Việt Nam nào như thế không nhỉ? Chắc chắn không. Nhưng mà đây là một sự ví von để chúng ta dễ hình dung ra cái hoàn cảnh đất nước chúng ta ngày nay, trong khi quần chúng, trong khi thanh niên, trong khi giới trí thức, tất cả mọi người cảm thấy đau xót vì cái phần lãnh thổ của chúng ta đã bị cái kẻ thù truyền kiếp công khai lấn chiếm, thì chúng ta muốn xuống đường để biểu tình. Đây chỉ mới là biểu tình thôi thì bị ngăn chặn, bị cấm cách. Lần này thì không dám đàn áp công khai, nhưng mà cũng đã có len lén bắt người này bắt người kia, như chúng ta đã biết một vài trường hợp như là cô Huỳnh Thục Vy, hay là một vài người như là bà Bùi Thị Minh Hằng, hay là một vài người đã bị họ tìm mọi cách để họ cách ly với cái nơi biểu tình. Rồi thì khi đến gần tòa đại sứ Trung Cộng thì lập tức là bị cảm cái hàng rào cảnh sát công an ngăn lại. Ngăn lại để làm gì vậy? Ta phải nói trắng ra đó là những cái người như là một cái bậc phụ huynh đứng ra để mà ngăn, để cho kẻ cướp nó tha hồ, nó đánh phá nhà mình, ngăn cản không cho cái đám con, đám cháu đứng ra để chống lại. Nó quái dị ở đó, nó nghịch lý ở đó. Và tất cả những cái quái dị, nghịch lý đó, nó đặt ra cho chúng ta biết bao nhiêu vấn đề. Và từ đó chúng ta mới tìm được cái hiểu được cái gì khiến cho cộng sản sợ hãi nhất bây giờ. Đó là cái phần thứ hai rất ngắn gọn chúng tôi xin trình bày để quý anh chị em nắm lấy, để rồi sau đó chúng ta cùng thảo luận. Mối sợ lớn nhất của họ là sự vùng dậy tương tự như một cái cuộc nổi dậy của đồng bào hàng trăm ngàn đồng bào Quỳnh Lưu năm 1956. Năm 1956 đã bị dẹp tan, nhưng mà ngày nay nếu 100.000, 200.000, 500.000 người mà đứng dậy, nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể gây thương tổn cho quần chúng, nhưng mà không giấu được ai giống như là trên nửa thế kỷ trước nữa, chắc chắn. Và vì vậy cho nên họ phải tìm mọi cách để họ chặn ngay từ những cái bước đầu. Những cái bước đầu đó là những cái nhen nhúm lên ở Con Cuông, những cái bước đầu đó là nhen nhúm lên ở như là trước đây ở Đồng Chiêm, hay là ở Tam Tòa, hay là những cái cuộc mà cầu nguyện của đồng bào Hà Nội ở Thái Hà, mà do cái sự hướng dẫn của các linh mục dòng chú, thế họ đã tìm một cách họ chặn ngay đi từ bước đầu.
Nhưng mà chặn cái nỗi, khi họ chặn như vậy, càng ngày nó càng tiền nở, càng ngày nó càng nổ ra nhiều chuyện. Kể cả, đây chúng ta cũng phải chấp nhận thật sự một cái sự thật, là kể cả một số những cái người, số những cái người có thể, đây chúng ta suy diễn một cách nghĩa là thực tế nó đến đâu chúng tôi không biết, nhưng mà tôi suy diễn rằng là có thể trong hàng ngũ công an, cảnh sát, kể cả bộ đội cộng sản đó, họ cũng thấy được cái bộ mặt nham nhở của cộng sản Việt Nam, và họ đã cố tình vọng động gây ra một vài cái chuyện này chuyện kia, mà phải chính những cái đó đang làm cho cộng sản rất là sợ hãi và đang dồn họ vào cái thế họ phải làm mọi cách để mà dẹp những cái chuyện đó đi, để mà tránh một cái cuộc nổi dậy, một cái cuộc, một cái sự đứng lên đồng loạt của đồng bào chúng ta ở trong nước, tương tự như là cái cuộc cách mạng Hoa Lài ở bên Bắc Phi trước đây. Chúng ta đã nói nhiều tới cái chuyện này rồi. Cho nên họ tăng ra những cái biện pháp khủng bố vào các giáo phái của Hòa Hảo, của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và của Công giáo, là những cái phản ứng điên cuồng của những cái kẻ đang ở vào một cái thế vô cùng yếu đuối, đang bị tứ bề thọ địch khắp nơi. Và từ đó thì chúng ta sẽ phải đặt ra một câu hỏi là đối với lại các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thì họ làm gì? Chúng ta có thể có được cái câu trả lời rất là dễ dàng. Bởi vì như trước cái này, cái vấn đề ngoại vận là một trong những cái vấn đề nhà nước Cộng sản Việt Nam đã vận dụng tối đa. Họ đã đặt ra thành cả những cái luật, những cái nghị định để mà thiết lập một cái cơ chế, một cái bộ phận quan trọng để mà khống chế người Việt ở hải ngoại. Đó là cái nghị quyết 36. Cái nghị quyết 36 như chúng ta đã biết, họ dồn biết bao nhiêu là tài lực, nhân lực vào đó. Đặc biệt là với một cái số ngân khoản khổng lồ đó, chắc chắn là họ đã mua được một số những cái bọn tay sai ở trong các cộng đồng Việt Nam, và họ đang phục ở trong tất cả mọi lĩnh vực, kể cả trong các lĩnh vực truyền, các ngành truyền thông, nhất là truyền thông cũng như là mọi thứ. Cho nên chúng ta không có lạ gì, có một vài cái hiện tượng đã xảy ra rất gần đây. Ở đây chúng tôi muốn nói tới cái trường hợp mà một những cái lỗi lầm của một cái tờ báo ở miền Nam California, đó là Nhật báo Người Việt. Trước hết chúng ta phải nói rằng Nhật báo Người Việt đã vấp phải những cái lỗi lầm rất khó tha thứ trong quá khứ, mà cái điều đáng cho cộng đồng buồn phiền là nó cứ lặp đi lặp lại một cách rất là có vẻ có tính toán ở trong đó, khiến cho cộng đồng phẫn nộ là cái chuyện phải thôi. Và trường hợp thứ tư vừa rồi vừa xảy ra, nó liên tiếp trong hai ngày Chủ nhật và thứ hai cách đây vài tuần. Như chúng ta đã biết, cái thứ nhất là cái bài viết của Sơn Hào để mà phản ứng một bài viết khác của một nhà trí thức ở bên Pháp đã viết, ông Nguyễn Gia Kiểm, tôi muốn nói rõ như vậy, nhân dịp 30 tháng 4 vừa qua, và phải 3 tháng sau tự nhiên lại ở trên Nhật báo Người Việt lại có một cái ý kiến, một cái bài viết vòn vẹn trong vòng chưa đến 1.000 chữ, khoảng trên 600 chữ, mà trong đó nó gói gọn những cái khẩu hiệu mà tôi phải dùng cái chữ là những cái khẩu hiệu buồn nôn, mà nếu mà những cái nhà cầm đầu cảnh sát, những người mà còn có lương tâm một chút trong giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cũng phải xấu hổ khi mà nhìn lại những sự kiện đó. Tôi đánh giá cái đó không có cao, là bởi vì nó tầm thường quá đến cái mức mà chúng ta thấy rằng là cả đến những người cộng sản, tôi nghĩ họ cũng không dùng những cái chuyện đó để mà có thể có lợi lại cho họ. Nếu có lợi chăng là nó có lợi dây chuyền trong cái sự việc, nó có cái chuyện đó ở trong báo Người Việt. Và trước hết tôi nghĩ là nó đánh thẳng vào Người Việt để phá đi,
để mà dập tắt đi một cái tiếng nói tương đối một thời gian dài cũng đã tạo được cái uy thế, cái ảnh hưởng quốc tế ở đây, ở cái miền Nam California. Và thứ hai nữa, nó chọc giận cái cộng đồng Việt Nam để từ đó có thể có thể đưa tới những cái hiện tượng có thể làm suy yếu cái cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là quên đi những cái khó khăn mà nhà nước cộng sản đang để làm gì, để gỡ đi một cái ngòi nổ ngay ở hải ngoại này mà nhà nước cộng sản Việt Nam rất sợ nếu cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nó kết đoàn với nhau và đứng chân trong cái hàng ngũ ý thức được tất cả những cái chuyện nghịch lý xung quanh cái đạo luật về về biển đảo và cái thái độ có vẻ như là anh hùng lắm khi mà tuyên bố Trường Sa Hoàng Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng mà xác định những cái nơi mà họ cho là thuộc chủ quyền Việt Nam đó là của Bắc Kinh thì lại câm mồm và lại hè thì lại tỏ ra một cái thái độ hèn hạ, cúi đầu chịu nhục. Thế thì trước cái tình trạng đó họ muốn chúng ta quên đi, chúng ta không nhắm vào những chuyện đó. Tôi hình dung ra một cái cuộc biểu tình mà nếu mà quy tụ được hàng hàng chục ngàn người trước tòa đại sứ Trung Cộng ở đây, thì ngoài cái việc mà chống Trung Cộng thì nó lại hàm ẩn luôn một cái cách nào đó chúng ta lên án một cái chế độ hèn nhát ở trong nước, đã không để cho người dân ở trong nước được nói lên tiếng nói của mình. Và cái tiếng nói của hàng chục ngàn đồng bào, hàng trăm ngàn đồng bào hải ngoại này lúc bây giờ sẽ là tiếng nói thay cho những tiếng nói của những người không có tiếng nói trên quê hương chúng ta. Họ có tiếng nói nhưng mà tiếng nói của họ đã bị cái chế độ ở Hà Nội dập tắt một cách nghĩa là oan uổng, một cách đau đớn, mà chúng ta là người có trách nhiệm phải nói thay cho họ. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ là cái mặt trận hải ngoại này nhà cộng sản luôn luôn để tâm tới, bởi vì chúng ta là những người đang sống trên những đất nước tự do, mà đặc biệt riêng ở Hoa Kỳ chúng ta đã biết đó, những cái lần cho đến ngày hôm nay đó, chúng ta đã đoàn kết đến cái mức mà mỗi một lần lá cờ máu màu đỏ với ngôi sao vàng xuất hiện nơi nào thì lập tức là quần chúng, là đồng bào chúng ta lên tiếng và dập tắt ngay, xé nát ngay trước mặt những cán bộ cộng sản. Cái vụ biểu tình Trần Trường trước đây là một cái bằng cớ cụ thể, và biết bao những lần mà cái lá cờ máu đó xuất hiện lẻ tẻ ở đây đó, kể cả trong một vài cái ngôi trường đại học mà vì cái khuynh hướng phản chiến của một số người nó đã xuất hiện, nhưng mà chỉ xuất hiện thoáng qua rồi sau đó đã bị dập tắt. Một cái quần chúng như vậy nếu bây giờ ý thức được rằng đất nước chúng ta đang lâm nguy và đất nước chúng ta đang bị cái kẻ thù truyền kiếp là Trung Quốc đã công khai lấn chiếm, không phải chỉ là cái chuyện âm thầm mà là công khai đặt cả một cái hệ thống hành chánh trên cái trên Trường Sa Hoàng Sa là của tiền nhân chúng ta, rồi lại đưa quân đội ra để mà diệu võ dương oai, rồi lại còn thiết lập cả những cái cơ chế lập pháp ở đó, rồi lại còn sắp sửa những ngày sắp tới đây có thể có 9 lô dầu hỏa ở trong vùng đó được đem ra để đấu thầu cho những người ngoại quốc để khai thác dầu khí, là một cái tài nguyên vô tận của đất nước chúng ta, một cái tài nguyên mà nếu được khai thác đầy đủ, nếu bảo vệ được thì sẽ là một cái cơ may để đem lại phồn vinh cho đất nước chúng ta, đem lại cơm ăn áo mặc cho đất nước chúng ta, và có thể biến đất nước chúng ta thành một trong những con rồng ở Á Châu. Thì đấy, những cái sự kiện đó cho chúng ta thấy rằng là họ cần phải đánh phá hải ngoại, đánh phá bằng cách này, bằng cách khác. Mà tôi, cá nhân tôi, dù có ai chỉ trích, dù có ai chống lại, dù có ai nói gì chẳng nữa, thì thẳm sâu bên trong đó, nó vẫn rơi vào trong một cái bẫy mà người cộng sản muốn làm. Đó là tất cả những cái chuyện đó chỉ nhằm là hướng cái sự chú tâm của
người hải ngoại vào những cái mục tiêu tôi cho là không phải là những mục tiêu chính, để quên đi cái mục tiêu chính là những cái điều chúng tôi vừa trình bày. Hai nữa là nếu mà lại chia sẻ nữa thì cái lực lượng của chúng ta sẽ yếu vô cùng, trong hoàn cảnh đó chúng ta sẽ không thể làm được cái gì để mà có thể vực dậy một cái đất nước mà đang bị một cái bọn thảo khấu, một cái bọn vô lương tâm, một cái bọn vô liêm sỉ cúi đầu cúc cung làm đầy tớ cho Bắc Kinh, nhắm mắt trước tất cả những cái hành vi xâm lăng công khai của kẻ thù truyền kiếp mà họ tự nhận là quan thầy của họ, họ đội lên đầu. Và mỗi một lần đi sang những cái tay lãnh tụ mà đi sang Bắc Kinh thì chúng ta mỗi lần chúng ta đọc lại những cái bản tuyên bố, những cái lời tuyên bố, những cái sự trao đổi ngầm bên trong đó như thế nào thì chúng ta đều đã biết rồi. Nhưng mà tất cả những cái đó cứ tạm bỏ qua đi, chỉ một cái sự việc đưa ra một cái đạo luật, công bố những cái lời đao to búa lớn như vậy, rồi thì cái gọi là kẻ một cái quan thầy to lớn đó cứ coi như là hai bên đã có những cái sự giao hảo tốt lành. Nếu mà đã quả thật đã có sự giao hảo tốt lành bằng cách bằng những bốn chữ vàng, bằng mười sáu chữ vàng, bằng bốn tốt, thì làm sao có cái chuyện như vậy xảy ra? Thế mà nó đã xảy ra, xảy ngay ra trên đầu của những cái tay cầm đầu chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay. Thì tất cả cái vấn đề đó đòi buộc chúng ta phải làm cái gì? Và bây giờ chúng tôi xin tóm tắt đến phần thứ ba là thái độ và trách nhiệm của chúng ta như thế nào. Thưa tất cả quý vị và quý bạn, những điều trình bày vừa bên trên đây của tôi, chúng tôi chỉ muốn tất cả quý vị quý bạn xoáy vào những cái nghịch lý và những cái thái độ khó khăn bối rối, và phải nói rằng là nó hèn hạ của cái chế độ đó khi đưa ra một cái luật với tuyệt đại đa số những người ở trong cái gọi là quốc hội đã thông qua, thì chúng ta cứ tạm coi như đấy là tiếng nói của nhân dân. Và mà thật sự ẩn sâu trong đó, nếu mà chúng ta có được một chính quyền hợp pháp của dân, do dân thật sự đó, thì cái quốc hội đó chắc chắn cũng phải làm như thế thôi. Thế thì từ đó chúng ta cứ tạm coi như là cái quốc hội bù nhìn đó đã làm một cái việc biểu lộ được tất cả cái tấm lòng của người dân chúng ta. Và khi tấm lòng người dân chúng ta thấm nhiễm cái điều đó thì ủng hộ cái đạo luật đó, cứ coi như vậy đi, mà đã tổ chức những cuộc biểu tình. Thế thì tại làm sao cái chế độ đẻ ra cái đạo luật đó lại quay ra đánh ngay vào những người dân của mình khi họ biểu lộ lòng yêu nước, khi họ biểu lộ cái ý chí muốn tiếp nối con đường của tiền nhân trong bao nhiêu ngàn năm qua để mà chống lại cái âm mưu bá quyền của một cái kẻ thù truyền kiếp lúc nào cũng lăm le để mà ngó xuống phương Nam, để mà chiếm cứ đất đai của chúng ta, mà không còn là cái chuyện âm mưu nữa mà đã trở thành những cái động thái, những cái hành vi cụ thể rồi. Những câu hỏi đó đặt ở chúng ta trong lương tâm chúng ta, những cái trách nhiệm rất là rõ ràng, mà ở trên diễn đàn này anh em chúng ta đã nói rất nhiều. Bây giờ chúng tôi nghĩ rằng đồng bào trong nước hơn bao giờ hết phải nhìn ra được cái sự yếu thế của cộng sản. Quần chúng tín hữu của tất cả các tôn giáo, tôi muốn nói là tất cả các tôn giáo, tôi không nói riêng một tôn giáo nào cả, chị ngã em nâng, phải nhìn rõ gia tài sự sản của tiền nhân là của chung, chứ không thuộc về công giáo, không thuộc về Phật giáo, không thuộc cái cá nhân cho hòa hảo hay là cao đài hay tin lành, mà là của tất cả mọi người. Khi chúng ta là tín đồ của các tôn giáo thì trước đó sanh ra chúng ta đã là con dân của Việt Nam rồi. Thì trong trường hợp đó cần phải có cái sự tương trợ lẫn nhau và bỏ ra ngoài tất cả những sự nghi kỵ chuyện này chuyện khác. Mà cái điều này thật sự tôi rất làm vui, đã thấy biểu lộ rõ ràng qua những cái động thái của một số những nhà lãnh đạo các tôn giáo ở trong nước, đã có những cái sự liên đới với nhau trong những cái lúc mà gặp hoạn nạn. Tôi đã thấy cái điều đó và mong rằng cái điều đó là cái điều sẽ cảnh giác luôn luôn tất cả bà con anh em chúng ta. Và bất cứ những ai có dịp về ở ngoài ngoại nào về Việt Nam cần phải nói những cái điều đó cho bà con chúng ta. Chúng tôi tin rằng chỉ có ở trong nước mới có thể làm nên
đại sự mà thôi. Chỉ một khi tất cả người dân ở trong nước trúng khẩu đồng từ, cùng đứng lên một nước lượt nhất loạt, thì lúc bấy giờ đại sự mới mới thành. Và cái điều đó là điều người Cộng sản sợ nhất. Nhưng mà cái hậu phương ở ngoài này nó có cái khí giới khác. Chúng ta không thể trực tiếp làm những cái chuyện gì cụ thể như ở trong nước, nhưng mà chúng ta lại là những người nói thay cho đồng bào chúng ta. Chúng ta cảm nhận được cái nỗi khát khao tự do của đồng bào ở trong nước, thì chúng ta phải thay đồng bào chúng ta để nói lên những cái điều đó bằng cách này, bằng cách khác. Chúng ta là cái gương mặt ở nhìn ra hải ngoại, nhìn vào các nước dân chủ tiền tiến trên thế giới. Chúng ta phải là những cái ống loa để phản ánh những cái sự gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta cho những cái nhà cầm quyền của quốc gia tự do, cụ thể là như ở Hoa Kỳ này, thấy điều đó. Và trong tư cách của là người công dân thứ ở trên những cái đất nước chúng ta đó, chúng ta phải đòi hỏi họ, nhất là những nhà lập pháp, phải đáp ứng nguyện vọng của chúng ta. Nói đi điều này, chúng ta nghĩ ngay tới cái cuộc bầu cử tháng 12 sắp tới đây. Nhân đây phải nói một cái điều nó có vẻ như ra ngoài, là chúng ta phải tích cực ghi danh bầu cử. Tôi xin thưa tất cả trong cái diễn đàn này, các bạn trẻ sẽ là những cái người nói lên cái tiếng nói của mình, kêu gọi anh em mình. Bởi vì chúng ta, đây là một kinh nghiệm cụ thể, nhìn lại những cuộc bầu phiếu trước đây, và chỉ riêng cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chúng tôi thấy người trẻ rất là thờ ơ, không cả ghi danh bầu cử nữa, mà không ghi danh bầu cử thì không có quyền được bầu cử. Rồi có người ghi danh bầu cử rồi, vì ham chơi, vì này vì kia, đến ngày đó cũng bỏ quên. Cái đó là một cái thiệt thòi vô cùng cho một cái cộng đồng mà ngày nay càng ngày càng lớn mạnh ở hải ngoại như cộng đồng chúng ta. Cho nên tôi đề nghị quý vị phụ huynh luôn luôn nhắc nhở con em mình, khi đến tuổi bầu cử thì nên ghi danh bầu cử. Và đặc biệt trong cái kỳ bầu cử tháng 12 này, chúng ta phải dồn cái lá phiếu của chúng ta cho những cái người mà chúng ta tin rằng sẽ làm ích cho cộng đồng chúng ta hải ngoại, sẽ phụ vào với chúng ta để mà đẩy mạnh cái tiến trình thay đổi đất nước, để lật đổ một cái chế độ bạo tàn hèn với dân và quy lụy với lại ngoại bang như là cái nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay. Cho nên chúng ta cần phải làm hết cái trách nhiệm của những người hải ngoại. Tôi đã nhấn mạnh rất nhiều về cái sức mạnh của truyền thông. Thế thì nói tới truyền thông là chúng tôi muốn nói tới các cơ quan truyền thông ở hải ngoại. Học cái bài học vừa rồi của cái phẫn nộ của quần chúng ở Nam California đối với lại cái tờ Nhật báo Người Việt, thì các tờ báo khác cũng phải nhìn vào đó để thấy rằng là thấy được cái trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một cái cơ quan truyền thông. Tôi thành thực thưa với lại quý vị đang làm truyền thông ở hải ngoại rằng chúng tôi biết quý vị làm truyền thông cần phải có những cái sự vô tư. Nhưng mà xin quý vị ngắm vào ngay những cái người làm truyền thông ở Hoa Kỳ này. Họ có thật sự vô tư một cách là phóng túng không? Tôi xin trả lời rằng không. Trong rất nhiều trường hợp họ đã tự chế. Trong rất nhiều trường hợp họ đã né cái này tránh cái kia. Để họ đi vào một cái suy nghĩ chung của một cái người dân thấy được đâu là cái quyền lợi của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam chúng ta đang sống như thế nào? Chúng ta là những cái cộng đồng mà gom góp của tất cả những khuôn mặt đã phải bỏ nước ra đi, đã phải hy sinh tất cả những cái gì là cao quý nhất trong tâm hồn của những người Việt Nam thật sự yêu quê hương, yêu xứ sở, có những liên hệ với đồng bào, với bà con ruột thịt, với cả phần mộ tổ tiên, nhất đán phải bỏ nước ra đi. Bao nhiêu nước mắt đã đổ rồi, bao nhiêu những cái chết oan thiên trên biển cả rồi. Thế thì cái vấn đề đó, cái bối cảnh đó, cái hoàn cảnh của chúng ta hiện nay có đáng để chúng ta nói rằng vô tư để rồi thì che chống mà giấu đi những cái tiếng nói oan khất khuất của đồng bào của chúng ta không?
Tôi thấy trong cái dịp vừa rồi có rất nhiều người nói lên một điều là có những cái tờ báo đã không thèm tiếp tay để mà đăng những cái bài viết của những cái khuôn mặt lớn, mà lại lớn xuất phát từ những người rất trẻ, như là những bài viết của Huỳnh Thục Vi, như những tiêu chứng kêu oan khuất của những cái người như như Trịnh Kim Tiến, khi mà cha đã bị nhà nước cộng sản, như công an cộng sản đánh chết ở trong tù. Những người như vậy có đáng để cho chúng ta bảo rằng là vì vô tư mà không lên tiếng không, không tiếp trợ cho cái tiếng nói của họ vang động ở hải ngoại này không? Đó là vấn đề lương tâm, tôi nói thẳng cái suy nghĩ của tôi. Và tôi biết rằng là kẻ thù của tôi là cộng sản sẽ có những cách kích động khác nhau để mà bôi bác cái bản thân tôi. Như trong cái thời gian vừa qua cũng đã có kẻ lên tiếng bôi bác cá nhân tôi, làm xâm hại tới cái thân danh của cả gia đình tôi. Và tôi đã công khai lên tiếng. Tôi đã công khai lên tiếng đòi buộc cái nhân vật đó, bởi vì nó đã bịa đặt hoàn toàn, 100% bịa đặt. Tôi, nhà tôi chưa hề bước chân về Việt Nam và đó gán cho chúng tôi những cái hành vi mà đã về Việt Nam mà lại trở thành những cái người, những cái việc làm mà tôi và nhà tôi chưa hề bao giờ quen biết những cái việc như vậy cả. Chỉ một cái sự kiện 37 năm qua chưa hề đặt chân đến đất nước Việt Nam đã đủ để mà bạch hóa tất cả những cái lời vu cáo đó rồi. Hôm nay tôi dám nói thẳng với các cơ quan truyền thông suy nghĩ thật của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị sẽ không hiểu được cái điều tôi nói. Nhưng mà tôi sẽ không thiếu những cái kẻ thù. Mà kẻ thù chính vẫn là Hà Nội, vẫn là những kẻ hèn với dân và đang gục đầu trước những cái âm mưu bá quyền của cái bọn mà họ đã tự nhận là quan thầy của họ đội lên đầu. Bây giờ họ đội lên đầu để rồi bị phóng uế lên đầu họ. Tôi dùng những cái từ như thế đấy, mà tôi nghĩ rằng tôi không xấu hổ với lương tâm của tôi. Và ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ tất cả những điều đó với quý vị và quý bạn. Chỉ đi tới một kết luận, chúng ta phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh Việt Nam, thấy được những cái khó khăn vô cùng chồng chất trên đầu trên cổ cái chế độ hiện nay. Họ đang bấp bênh ở trên bờ vực của cái sự suy diệt. Cái đó là cái rõ ràng. Cho nên họ đang phản ứng một cái điên cuồng. Chúng ta phải bình tĩnh trở lại. Ở trong nước như thế nào, hải ngoại như thế nào, chúng tôi đã trình bày rồi. Đặc biệt về vấn đề truyền thông, ngoài cái chuyện nói với các cơ quan truyền thông, tôi muốn nói với các giới trẻ. Cái thời đại này là thời đại của tin học. Từng ngày nó chuyển biến. Chúng tôi là những người thế hệ già không bắt kịp, không có khả năng để bắt kịp, không có khả năng để vận dụng. Nhưng quý bạn chính là những người nắm trong tay cái sức mạnh đó, nắm trên tay tất cả những điều kiện để mà có thể sử dụng những cái phương tiện đó. Tôi khẩn khoản cầu xin tất cả các bạn còn có một chút lòng đối với đất nước, với dân tộc, xin hãy vận dụng tất cả những cái khả năng tiềm lực của mình, những cái cơ may của mình được ra hải ngoại học hỏi để từ ngày nay trở thành những người am tường mọi chuyện. Xin hãy thương lấy đất nước, xin hãy thương lấy dân tộc, xin hãy thương lấy những người nông dân đang mất đất mất đai, xin hãy thương tới những người trẻ đang phải đối đầu với một cái chế độ bạo tàn trên quê hương chúng ta. Xin hãy tưởng nghĩ tới tất cả những tiền nhân đã dày công làm nên một cái mảnh giang sơn gấm vóc, mà ngày nay cái kẻ thù truyền kiếp, cái kẻ thù của chúng ta, cái kẻ nội thù của chúng ta đang vì hèn với dân, vì quá càng ngày càng bấm sâu vào cái thân phận nô lệ hèn hạ với Bắc Kinh, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta mà đang lần hồi biến đất nước chúng ta thành đất nước của kẻ thù. Trong tâm tình đó, tôi xin phép được dứt lời và xin chuyển lại cho anh Lạc Việt, cho
quý vị và quý bạn có thể đóng góp thêm những ý kiến, để nhờ đấy cá nhân tôi cũng được học hỏi thêm để mà xác tín những gì tôi đã tin, những gì tôi đã thấy, những gì tôi đã biết. Và chính các bạn sẽ giúp tôi xác tín, mở mắt cho tôi, mở trí cho tôi để thấy hơn, rõ hơn, để những ngày sắp tới mình tiếp tục đi con đường mình đã vạch ra. Xin cảm ơn tất cả quý vị và quý bạn. Tôi xin chuyển lại cho anh Nhạc Việt. Lạc Việt xin được thay mặt cho Diễn đàn Yểm Trợ Khối 8406 và Phong trào Dân chủ Việt Nam cảm ơn những điều nhà văn Trần Phong Vũ vừa trình bày, đồng thời cũng là một tâm tình rất là cảm động đối với quê hương đất nước, đối với những người con dân của đất Việt còn đang sống ở trong cảnh mà nhà cầm quyền hèn với giặc, ác với dân. Những điều chúng nó đang nói hiện nay là những điều nghịch lý. Những điều chúng ta đang làm hiện nay cũng là làm những điều nghịch lý. Như Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi có chat lên: đừng để lỡ chuyến xe lịch sử. Tất cả những sự kiện đang xảy ra trên Biển Đông, đang xảy ra trên đất liền, đang tràn trề những nghịch lý của cái đảng cầm quyền, đây là cơ hội tốt nhất để mọi người chúng ta cùng nắm tay nhau và cùng đứng lên. Chắc chắn nhà văn Trần Phong Vũ sẽ lắng nghe những điều chia sẻ của quý thân hữu, cũng như câu hỏi nếu có. Nếu là chia sẻ, xin được chia sẻ trong vòng 3 phút. Thưa nhà văn Trần Phong Vũ, như nhà văn nói, ở trong nước thì chúng nó điên cuồng để mà đàn áp tiếng nói, cũng như những cái lực lượng mà Lạc Việt gọi là những lực lượng, những tiếng nói của những người tử tế. Chắc chắn là chúng nó gian ác, nó mới sợ những người tử tế. Trong nước là thế. Nhưng chúng ta đang ở hải ngoại, thế nào cho công cuộc tranh đấu hiện nay? Chắc chắn chúng ta đã làm nhiều chuyện. Nhưng có nhiều chuyện chúng ta hãy cẩn thận. Bởi vì nghị quyết 36 vẫn còn đó. Nghị quyết 36 vẫn chi hàng 300 triệu cho những việc gian làm những công việc đơn giản này, đó là chiến thuật nó dương đông kích tây, nó chỉ tang mạ hòe, nó tạo ra một vài cái vu khống nho nhỏ để rồi tất cả chúng ta người Việt hải ngoại dồn hết nỗ lực vào đó. Thế thì chúng ta có thể sao lãng hay giảm bớt, hay quên đi những việc cần làm. Nếu lực lượng mà chúng ta dùng để mà đối đầu với vấn đề dương đông kích tây, chỉ tang mạ hòe của Đảng Cộng sản, thì có lẽ, thưa nhà văn Trần Phong Vũ, có lẽ chúng ta có đi vào một cái tiến trình mà do nghị quyết 36 của những Việt gian ở hải ngoại đăng giang ra chăng? Xin nhà văn Trần Phong Vũ có thể chia sẻ sâu xa hơn về cái điều mà chúng ta nên làm và những điều chúng ta cẩn thận nên tránh. Xin được kính mời nhà văn. Cảm ơn anh Lạc Việt đã có những lời tích cực khi mà nghe những cái gì chúng tôi chia sẻ. Cũng xin cảm ơn anh đã câu hỏi mà thật ra thì bằng bạc trong cái phần trình bày của tôi chúng tôi cũng đã trả lời rồi. Thật ra thì theo tôi tóm gọn lại là đối với đồng bào trong nước, như tôi đã xác định, chỉ có đồng bào trong nước mới đóng vai trò chủ động trong cái sự thay đổi chế độ độc tài hiện nay. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là chúng ta phủ nhận cái sức mạnh và cái trách nhiệm của đồng bào hải ngoại. Tôi cũng đã nói rồi, đồng bào hải ngoại cần phải... Cái vấn đề đoàn kết mỗi lần mà nói tới thì xin thưa ngay là nó thành một cái chuyện nó nhàm chán.
Nhưng mà nhàm chán là không có không? Không cần thiết không? Chỉ cần cần suy nghĩ một chút chúng ta đã thấy ngay. Cụ thể là chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở thành một cái khối giống nhau được hết tất cả hoàn toàn. Cái đó là cái chắc. 10 người 10 ý khác nhau. Nhưng mà phải nói rằng là hòa nhí bất đồng. Có thể bất đồng nhưng mà vẫn hòa với nhau và có một mục tiêu chung. Thế thì cái vấn đề đầu tiên của chúng tôi vẫn khát vọng từ bao nhiêu lâu nay là ít nhất chúng ta đều phải nhắm vào một cái kẻ thù chung. Mà cái kẻ thù đó ngày nay nó đã lộ rõ nguyên hình như thế nào rồi. Không còn có cách gì có thể chống chế được nữa. Cái thời đại lúc này mà còn có những kẻ binh vực cái chế độ Hà Nội thì tôi nghĩ nó là những cái kẻ bất trí, là những cái kẻ điên, là những kẻ không ngủ, những kẻ không còn có một chút gì là cái lương tâm của con người nữa. Họ đã tàn hại đến cái mức họ làm mọi thứ rồi. Chỉ một cái cảnh mà trẻ em ngày nay ở trong các học đường cũng như là trong tất cả cái hệ thống xã hội ngày nay nó đã xuống cấp như thế nào đã đủ rồi. Chưa kể đến cái chuyện mà họ bán đất bán biển rồi thì tham nhũng ngập đầu mà người dân đang khốn khổ như thế nào. Rồi thì cái hành vi tàn nhẫn từng ngày từng giờ mà chúng ta được nhìn thấy trong qua hình ảnh chứ không còn những chuyện nói suông nữa, thì chúng ta bắt buộc phải xác định một cái thái độ thôi. Mà khi đã xác định một cái thái độ nhìn vào một cái kẻ thù rồi đó thì tất cả mọi sự chúng ta đều đặt vào hàng thứ yếu để đặt đến cái vấn đề quan trọng nhất là phải hòa với nhau trên cái mặt trận chung, để vận dụng tối đa cái sức mạnh của bà con hải ngoại để mà làm ích cho quê hương chúng ta, để mà dập tắt đi tất cả những cái hành vi cũng như những cái tiếng nói đang càng ngày càng tạo nên những cái tệ hại cho đất nước chúng ta. Cho nên rằng là cái câu trả lời của tôi cũng chỉ có thể được tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày như vậy mà thôi. Thì xin để cho chúng ta, anh em chúng ta, tất cả các bạn ở trong diễn đàn có thể có nhiều ý kiến. Tôi xin chấm dứt và trả lại cái diễn đàn cho anh Lạc Việt, để nếu anh em bà con anh em chúng ta có thêm những ý kiến gì khác hay là có những cái vấn đề gì nêu ra để tôi có dịp được cùng trao đổi. Dạ, xin cảm ơn nhà văn. Và bây giờ xin mời Hận Cộng sản ạ. Vâng, Hận Cộng sản xin mến chào diễn đàn. Con xin kính chào cha và xin chào bác Trần. Con từ đầu cuộc hội thảo cho tới hôm bây giờ thì trước nữa Linh Mục Lợi đã và đang nhấn mạnh mạnh rằng Đảng Cộng sản ngày hôm nay đây đã và đang sợ các tôn giáo, và cũng giống như nhà văn cũng đã nói lên những sự điều đó. Thế nhưng đây là một cái câu hỏi mà từ trước tới nay Hẳn đã luôn luôn đặt trong cái câu hỏi như thế này: người dân ngày hôm nay đã nhìn vào và biết được rằng Đảng Cộng sản đã lừa, đã bán, làm những cái gì tồi tệ nhất cũng là do Đảng Cộng sản. Người dân đã biết như vậy. Thế nhưng trong các đạo giáo, mình làm cách nào để cho các linh mục, các tu sĩ, các Phật giáo, các hòa thượng được đoàn kết với nhau để đứng lên? Và nhất là Hội đồng Công giáo Việt Nam ngày hôm nay, Cộng sản đã lộ liễu, đã tàn phá những cái bức tượng mà chúng ta không thể chấp nhận được. Thì thưa nhà văn, chúng ta ở hải ngoại và ở trong nước, nguyên cả hội đồng, các hội đồng giám mục, cả các lãnh đạo của tu sĩ về Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta làm cách nào để đoàn kết được các tôn giáo cùng một lòng để đứng lên để lật đổ cái chế độ cộng sản?
Xin cảm ơn. Đó là cái câu hỏi của Hận. Dạ, xin mời nhà văn ạ. Mời anh Phong Trần. Thật ra thì cái câu hỏi của anh bạn ấy đặt ra một cách tổng quát, nghĩa là nói về cái về một cái khát vọng làm thế nào để các tôn giáo kết hợp lại với nhau. Như tôi cũng đã trình bày rồi, một trong những cái yêu cầu mà có lẽ mọi người, mỗi cá nhân thì đều phải suy nghĩ tới cả. Anh bạn có đề cập tới Hội đồng Giám mục Công giáo, dĩ nhiên là một hàm ý một cách nào đó cũng nói tới bên Phật giáo, thì như là Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo hay những nhà lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi các tổ chức của các giáo phái Tin Lành hay là của Cao Đài hay là của Phật giáo Hòa Hảo, thì theo cái yêu cầu, theo cái điều mà anh bạn vừa trình bày đó, đều mong mỏi làm sao để có tiếng nói chung cũng như là để có sự liên đới mỗi khi một tôn giáo nào đó bị lần nào. Cái đó là cái khát vọng chung của chúng ta. Và theo cái ý kiến của tôi đó, thì tôn giáo nào chẳng nữa thì cũng được làm nên bởi những tín đồ. Thế thì mỗi một tín đồ nếu mà đều đã ý thức được cái trách nhiệm của mình, thì tự nhiên là nó sẽ có cái sự kết đoàn trong nội bộ. Và đồng thời cũng thấy rằng là cái tôn giáo của mình mà lẻ tẻ đứng riêng ấy, thì dễ bị cái kẻ thù của chúng ta nó bẻ gãy. Thì tự nhiên sẽ ý thức được cái sự cần thiết phải liên đới với nhau. Thì bây giờ chỉ là một cái vấn đề mỗi cá nhân đều cùng ý thức như vậy. Và ở đây chúng ta trong cái phạm vi diễn đàn này, tôi lấy ví dụ như là nối kết tất cả những người đang cùng nghe chúng ta có 500 người chẳng hạn. Nếu cái 500 người này chúng ta hãy tạm coi như là hiểu được cái điều đó và cũng chia sẻ với anh bạn mà vừa nêu lên một cái ý kiến rất xác đáng vừa rồi. Tức là cái khát vọng chung của chúng ta là các tôn giáo cùng đoàn kết lại với nhau đó. Thì mỗi một người trong chúng ta ở trong cương vị tôn giáo của mình hãy cố gắng phổ biến cái ý tưởng đó trong phạm vi những người quen biết của mình. Và như vết dầu loang, những cái người được phổ biến rồi đó, lại tiếp tục phổ biến cho những người khác trong một cái thời hạn thật là ngắn. Bởi vì chúng ta biết rằng là đất nước chúng ta đang là trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này, thì một cũng thì chúng ta có thể có quyền hy vọng rằng là cái tư tưởng đó sẽ lan xâm nhập vào mọi đầu óc. Mà một khi tín đồ đã có cái khát vọng chung như vậy thì các nhà lãnh đạo, các tôn giáo cũng không thể nào mà có thể thoái thác được cái trách nhiệm của mình để mà nói những cái tiếng nói của cái đám. Dạ, hiện nay thì bị mất âm thanh, không biết là nhà văn Trần Phong Vũ có còn đang nói rồi bị mất âm thanh hay không. Xin mời anh Phong Trần cầm lại cái microphone nha. Xin mời anh Phong Trần. Trong khi chờ đợi nhà văn Trần Phong Vũ trở lại, chúng ta cùng lắng nghe.
một cái bản nhạc Hoàng Trường Sa là của Việt Nam. Chưa một lần ghé đảo Trường Sa, chưa biết hoàng sa bao nhiêu gành đá. Đàn cá chuồn bay qua có mang tin lào cây và các nơi đất. Mời anh Phong Trần nối kết lại đường live phone với nhà văn Trần Phong Vũ. Trường Sa tìm lại nắm sương bao người ngã xuống như những chiếc cọc tre bao chung quanh bờ ruộng cho đất Trường Sa mãi mãi vun bồi nhớ nghe em. Xa là đảo Việt Nam, là đất Việt Nam, là biển Việt Nam, Việt Nam. Chưa một lần ghé đàn cá chuồn ấy qua có mang tin lào cây và các nơi đây có chẳng tựa nhà trang cho tôi một lần ghé đảo Trường Sa tìm lại nắng sương bao người ngã xuống như những chiếc cọc tre áo chung quanh bờ ruộng cho đất Trường Sa được mãi vun bồi nhớ nghe em.
anh hoàn xa chung. Việt Nam, đảo Việt Nam là xin lỗi diễn đàn nha, cho bác Trần Phong Vũ sẽ trở lại. Xin kính mời nhà văn. Tôi thành thực xin lỗi tất cả quý vị và quý bạn vì cái trở ngại này. Dĩ nhiên là không phải chỉ cho tôi mà cho cả quý vị và quý bạn phải chờ đợi. Tôi tin rằng đó là một cái lỗi kỹ thuật, nhưng mà chúng ta trong cái tinh thần cảnh giác, chúng ta cũng không ngần ngại có cái suy nghĩ là đã có sự phá phách nào đó. Bởi vì cá nhân tôi, cái computer lâu nay làm việc rất là vất vả, và hôm nay tôi cũng không vào được. Nếu không có anh Phong Trần 8406 thì tôi cũng lại không nói chuyện được với lại quý vị và quý bạn hôm nay. Giờ nói tiếp cái điều tôi vừa mới trình bày ban nãy đó, thì nói chung tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Dù rằng là những cái cá nhân nhỏ bé trong mỗi tôn giáo thì chúng ta đều có trách nhiệm cả. Hôm nay chúng ta đang ở trong một cái pon talk, trong một cái diễn đàn mà có thể nối kết với nhiều phòng khác nhau. Tôi không biết con số là bao nhiêu, nhưng mà dù là nhỏ hay lớn chăng nữa đó, thì xin tất cả quý vị và quý bạn, nếu chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau, cùng có một cái nhìn về một hướng và cùng có những cái suy nghĩ về nỗi đau của quê hương của dân tộc chúng ta đó, thì dù là ở trong cái phạm vi tôn giáo nào chăng nữa đó, thì cá nhân chúng ta hãy làm hết cái nhiệm vụ, phần vụ của chúng ta. Đừng một mặt thì sẽ lo lắng và mong mỏi cho các nhà lãnh đạo các tôn giáo của chúng ta lên tiếng một cách mạnh mẽ hơn, và chúng ta cầu nguyện theo cái tinh thần của mỗi tôn giáo chúng ta để có được những tiếng nói của các nhà lãnh đạo. Nhưng mà không ỷ vào đó mà chúng ta quên cái trách nhiệm thực sự của mỗi người chúng ta. Bởi vì càng nhiều tiếng nói thì nó sẽ càng gây ảnh hưởng mà thôi. Do đó cho nên giáo dân mới làm nên một tôn giáo, tín đồ mới làm nên một tôn giáo, chứ không phải là các nhà lãnh đạo. Và từ cái căn bản đó, từ cái suy nghĩ đó, từ cái niềm xác tín đó, thì tôi hy vọng là mỗi một người chúng ta sẽ làm cái trách nhiệm của chúng ta trong giai đoạn này, là hãy nói với nhau
và trước hết nói với mình phải xác tín cái vai trò trách nhiệm của mình trong tôn giáo. Không có một tôn giáo nào mà lại khuyên người ta nên phạt bội tổ quốc cả. Không có một cái tôn giáo nào mà lại khuyên người ta đi với sự ác cả. Không có một tôn giáo nào mà không muốn chúng ta trở nên những con người tốt với bà con bằng hữu chúng ta. Không khuyên chúng ta phải vực dậy những cái kẻ bị ngã. Không khuyên chúng ta đem đồ ăn đến cho những kẻ đói. Đem chén nước lã đến cho những người khác. Đem cơm áo, đem áo mặc đến cho những kẻ trần truồng. Không có một tôn giáo nào mà có thể chấp nhận một cái bạo quyền đè đầu cưỡi cổ những người đồng loại của chúng ta, và còn đòi buộc mỗi cái người ở trong cái tôn giáo đó phải hành xử như thế nào để bảo vệ, tiếp trợ cho những cái người yếu đuối đó, để chống lại những cái thế lực tàn ác. Từ cái nền tảng căn bản đó thì tất cả các tôn giáo đều có mẫu thối chung cả. Và khi đó đó thì giáo chúng, các tín đồ sẽ là sức mạnh kéo đi tất cả cái con tàu của cái tôn giáo của mình. Chứ không cần phải chờ đợi những cái tiếng nói của những cái người lãnh đạo cao cấp vì một lý do nào đó, vì những cái khó khăn nào đó mà chưa nói nên đầy đủ những cái tiếng nói mà chúng ta chờ đợi. Tôi nói chưa nói đầy đủ có nghĩa là đã nói rồi. Bởi vì ngay trong Công giáo quý vị thấy đấy, tiếng nói của cha Hoàng Giám mục Hoàng Đức Oanh ở giáo phận Công Tum, tiếng nói gần đây của Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh, và cũng là chủ tịch Hội đồng Công lý Hòa Bình cạnh Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay. Thì những cái tiếng nói đó là những cái tiếng nói cụ thể rất là rõ rệt, trong sáng. Thì chúng ta mong mình những tiếng nói đó tiếp tục cất lên. Nhưng mà có phải vì thế mà những người tín đồ ở các đơn vị nhỏ nhất, là giáo họ, là giáo điểm, cho tới giáo xứ, cho tới địa phận, chúng ta im lặng không? Chắc chắn là không. Đầu tiên là những cái giáo dân mà vừa rồi ở một cái nghĩa giáo chân ở Nghĩa Thạnh mà vừa rồi 47 ngôi mộ đã bị những cái bọn tay sai của nhà nước đập phá thánh giá trên đó. Trước hết là phải có tiếng nói của họ. Nhưng mà tiếng nói của họ không thể để cho họ đơn độc được. Những giáo xứ khác, người giáo dân với tư cách đều phải nhận ra được cái trách nhiệm của mình, phải tiếp trợ cái tiếng nói đó. Phải nói những tiếng nói yểm trợ cho họ, và trong niềm tin phải cầu nguyện cho những cái giáo dân, những người mà đã đang bị kẻ thù của chúng ta, cái nội thù của chúng ta có những cái hành động mà phải nói đụng chạm tới cái niềm tin tôn giáo. Thì trong khi người Công giáo bị chịu như vậy, thì những anh em Phật giáo, nếu còn là những người Phật giáo thật sự, những anh em tin lành, nếu còn thật sự tin ở Chúa, những anh em hòa hảo, cao đài, nếu còn thật sự tin được cái đấng thiêng liêng của tôn giáo mình, thì sẽ thấy rằng là mình có trách nhiệm phải liên đới với lại những cái nơi đang gặp khó khăn hiện nay. Thì tôi chỉ biết trả lời như thế thôi, chứ còn trong khát vọng, ai đúng như anh bạn nói, ai cũng mong mỏi tất cả các giáo hội ở trên quê hương chúng ta kết hợp làm một để tạo nên một cái sức mạnh. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái sức mạnh vạn năng để mà dập sập đi một cái chế độ mà càng ngày càng để lộ rõ là những cái kẻ hèn với dân và quỵ lụy tâm thường đối với lại kẻ thù. Thì đấy là cái câu trả lời của tôi, và có lẽ cũng là câu trả lời mà anh bạn có thể tìm thấy trước khi nêu lên câu hỏi, như là một cách gợi ý cho mọi người mà thôi. Tôi xin trả diễn đàn lại cho anh Lạc Việt để có thêm những cái tiếng nói khác. Dạ, xin cảm ơn nhà văn Trần Phong Vũ ạ. Và cái điều căn bản mà nhà văn Trần Phong Vũ lúc nãy có trình bày, cái gì khiến Việt Cộng sợ hãi nhất bây giờ? Có lẽ là cái câu hỏi của anh bạn vừa rồi cũng xoáy vào cái vấn đề này. Tôn giáo hiện nay là một lực lượng mà Việt Cộng sợ hãi nhất. Tại sao thế?
Bởi vì tôn giáo trong cái nền giáo dục của tôn giáo với đấng thiêng liêng thì tôn giáo đã đào tạo ra được những con người tử tế. Mà chắc chắn những con người tử tế thì nó không thể nào đi đôi với lại cái đám hèn với giặc, ác với dân, vô thần, quỷ quyệt, gian dối được. Xin mời bác Công Lý ạ. Vâng, xin kính mến thân thương, chào cả nhà. Nếu có cha lời con đấy thì con xin kính chào cha. Cũng xin lỗi nhà văn Trần Văn Vũ là tôi thường gọi Trần Văn Vũ bằng chú. Đã từng gặp nhau ở Mỹ cũng như là ở tại Úc này, thì tôi rất là mến chú. Lý do tôi gọi chú là một cách thân thương là bởi vì tôi gọi thay cho là một người em bạn của ba tôi. Thành ra tôi thua chú 4 năm tuổi gì đó, nhưng mà nghĩa là tôi vẫn gọi với chú bằng chú là bởi tôi gọi như chú là một người em của ba tôi. Thành ra nếu mà có những ai trên đây một người, tại sao nhà văn Trần Văn Vũ lớn như vậy mà Công Lý cứ gọi là bằng chú? Xin lỗi tất cả, cũng như là xin chú Trần Văn Vũ cảm thông. Bây giờ thì tôi chỉ có cái xin cái ý kiến của chú thôi. Tôi nêu ra hai cái vấn đề rồi xin chú cho góp ý kiến. Là bởi vì tôi cũng không phải là một cái người mà có thể là điều nghiên tìm hiểu kỹ mà chính xác được, thì xin chú cũng là một người mà đã, đối với tôi là một người học rộng tài cao, thì chắc chắn thế nào cũng nắm vững hơn tôi nhiều. Thì trước hết á, vấn đề thứ nhất là xin làm cái vụ mà tại sao mà người cộng sản lại đàn áp các tôn giáo. Thì như hồi nãy chúng ta nghe đã có chủ Phong Vũ đã nói về một vài câu hỏi đã có đề cập đến, vừa rồi thì là Lạc Việt có nhắc đến, thì chuyện đó là quá rõ ràng. Nhưng thế này, tôi thấy các cái tôn giáo khác ở tại Việt Nam vẫn có đàn áp, không có một cái vật tôn giáo nào mà nó đàn áp, bởi vì đối với từ cộng sản nó là vô thần. Nhưng mà tại sao nó gây ra cái vụ quân cuồng? Tại sao nó gây vụ con cuồng? Vì con cuồng không có làm hại gì tụi nó cả. Rõ ràng. Mà nó lại nhắm vào con cuồng. Hẳn nhiên trước đây có mấy lần nó đã nhắm vào một vài nơi khác. Nhưng mà chúng ta phải tập trung lại chủ ý nó đập vào con giáo. Mà nó đánh vào con giáo có những cái kia mà chúng ta thấy rất là quan trọng. Nó đập người, đánh mấy ông cha, đối với tôi thấy không có gì là quan trọng. Với tụi đó má của gì nó làm được cái chuyện đó quá dễ dàng. Nhưng mà nó đập tường ảnh là cái biểu tượng, cái đức tin của người Công giáo. Tất nhiên nó đập vào cái niềm tin của người Công giáo, có như là nó bắt đạo. Một hình thức nó bắt đạo. Thành ra tôi thấy đây là một chuyện rất là quan trọng. Rồi, bây giờ tại sao mà nó lại nhắm vào cái Công giáo? Hơn hết, chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rõ, ở trong Việt Nam chúng ta đó, ai đâu có vụ rết, nhưng mà rõ ràng Công giáo là mạnh mẽ nhất. Tôi thấy Công giáo là nó sợ, có thể là nó sợ hơn các tôn giáo khác. Lý do Công giáo họ có một cái trật tự, họ có một cái kỷ luật từ trên xuống dưới. Và chính vì vậy nó sợ rằng nếu Công giáo nổi lên đó, là nó cũng đều cùng khắp hết mọi nơi. Là bởi vì cái tiếng nói của các vị chủ chánh nó rất là quan trọng.
Và khi họ nói lên một cái là tất cả cùng các giáo dân cùng đồng lòng đồng sức với nhau vì chính cái chỗ đó mà phải đập con dao. Là theo nhận xét của tôi, không biết là chủ Trần Văn Vũ nghĩ như thế nào thì tôi không biết, là chủ cho tôi về vấn đề này cho tôi rõ hơn. Vấn đề thứ hai mà tôi muốn cùng nói ở trên các diễn đàn gần đây tôi cũng đã có đưa lên, là sau khi tôi nghe Đức Giám Mục của tài hợp ngài có đưa ra đó, thì tôi đã có lên tiếng. Và theo cái nhận xét của tôi và một vài anh em ở trong nhóm tôi thảo luận với nhau mà tôi có đưa lên, thì chúng tôi thấy cái câu nói cái trong một cái lá thơ mà Giám Mục Huệ đã gửi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cũng như là trong một bài giảng mà hôm mà ngày tháng 7 vừa rồi đó, ngày mùng 1 tháng 7 đó, ngày làm lễ ở tại Bông Xoài đó, thì ngài có đưa ra cái câu là tôi thấy rất là, đối với tôi cũng như trong nhóm anh em chúng tôi thấy rất là cái xúc tích, phải nói cái lời cái câu này rất là ý nghĩa và nó đầy đủ ở trong đó, trong cái vấn đề mà đấu tranh của chúng ta. Ngài bảo rằng là chúng tôi đòi hỏi công lý cho những nạn nhân vụ bạo hành. Thì bây giờ chúng ta coi lại, đối với cộng sản có công lý hay không, có khi nào nó chấp thuận công lý không, không khi nào nó cho công lý. Rồi thì ngài nói cho những nạn nhân vụ bạo hành, thì chúng ta thấy nạn nhân vụ bạo hành đâu phải là cái vụ con cuống không, có phải một số các nơi khác mà bị đập đánh thế này thì nó đàn áp, có những người đã bị nó giết nữa, đâu phải chỉ có chừng đó. Mà chúng ta thấy là cái bạo hành của tụi cộng sản nó là nó đối với cả cái dân tộc Việt Nam chúng ta. Những người đi biểu tình chống Trung Cộng nó bắt, nó bỡ, nó đập đánh, nó ngăn chặn đấy. Thành ra nó không có cho công lý, họ đòi đó là họ đòi công lý đấy, nhưng mà không cho. Và vì vậy nên bao lâu mà còn cộng sản thì bấy lâu vẫn không có công lý. Và chính vì vậy ngài muốn nói rằng muốn có công lý, đòi hỏi công lý thì tất nhiên phải đi đến chuyện là phải chế độ này phải bị đào thải, tất nhiên phải cùng đấu tranh làm sao để chế độ này không còn nữa. Đó là theo ý chúng tôi đọc được và thấy, bởi vì ngài là một người về thần học, hẳn nhiên về triết thì ngài đã có học với các giáo linh mục, giám mục thì đều đã biết triết cả, đã học quá cả. Nhưng về ngài là một người trong về học về thần học, thành ra chắc chắn cái suy tư của ngài nó có những cái rất là sâu sắc. Nhưng hiện tại bây giờ đó, sau khi mà tụt giọng chúng tôi đã nghĩ ra cái đó, thì chờ đợi cho đến bây giờ để coi cho cái phản ứng của ngài như thế nào. Nhưng thật sự ra đó là một sự khôn ngoan của ngài trước cái thế lực của tụi cộng sản. Thành ra chắc chắn, chúng tôi biết là chắc chắn ngài sẽ không trả lời với chúng tôi rằng là ngài cố ý nói như vậy, chưa đến lúc. Nhưng mà tôi biết chắc chắn, chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn một ngày nào đó Đức Cha Hợp sẽ nói lên cái ý đó. Vậy bây giờ xin chú Trần Phong Vũ cho biết cái ý kiến như chủ nhóm chúng tôi là mà nghĩ ra đó, thấy ra như vậy là chủ thấy rằng là nó có những sai sót nào, có những cái gì không, xin chú hợp ý dùng. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào chú và kính chào tất cả anh chị em ở trên diễn đàn. Xin cảm ơn nhiều. Cái cách nói đường dây như thế này thì tôi cũng sợ nhiều khi tôi nói mà không biết rằng là đã tiếng nói của tôi đã vào chưa, nhưng mà thôi tôi cứ nói thôi. Trước hết tôi xin cảm ơn rồi tôi dùng cái danh xưng mà anh Lạc Việt đã gọi bác Công Lý, tôi gọi bác là bác.
Vì tôi cũng cũng rất là làm xấu hổ, có lẽ là vì tuổi tôi đang đã gặp tôi ở đâu đó, kể cả bên Úc mà tôi cũng không nhớ được nữa, thành ra xin lỗi rất là nhiều. Vậy thì tôi xin được trả lời bác công lý. Những ý kiến của bác vừa rồi nó cũng hàm ngậm rất nhiều những cái suy tư giá trị mà đáng để chúng ta cùng suy nghĩ. Bác đã có một cái nhận định rất là đúng đắn khi mà nói rằng người Cộng sản đồng ý với chúng tôi là người Cộng sản rất sợ các tôn giáo. Có lần tôi đã nói với lại bà con ở trong một cái diễn đàn nào đó là dù rằng là các đảng phái Việt chống lại Cộng sản, có các đảng phái cũng là những thế lực rất quan trọng, nhưng mà tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam thường thường nó có vẻ như không quan tâm nhiều tới các đảng phái mà lại tập chú cái mũi dùi vào các tôn giáo, cách riêng với lại Công giáo? Cái điều này tôi sẽ nói sau. Là bởi vì dù đảng nào chăng nữa đó thì quần chúng vẫn thuộc về một tôn giáo nào đó. Dân Việt Nam chúng ta là một dân có tín ngưỡng, họ không ở tôn giáo này thì ở tôn giáo khác. Kể cả một cái thứ tôn giáo phổ quát của tiền nhân chúng ta là đạo ông bà, họ tin ở thần quyền. Thế thì cái sức mạnh tin ở cái đức tin đặt ở thần quyền nó mạnh vô cùng, và nó khiến cho một người có thể có được tất cả những cái đờm lược để mà bảo vệ cái niềm tin của mình khi cái niềm tin đó bị đụng chạm. Cho nên người Cộng sản họ biết rất là rõ, cho nên từ tổ sư của họ là Các Mác đã phải dùng một cái tiếng miệt thị và đồng thời cũng là một cách nào đó để mà bày tỏ một cái thái độ khinh thường các tôn giáo, bảo rằng là tôn giáo là thuộc phiện của nhân dân. Thuộc phiện của nhân dân thì là cái nghĩa của nó có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng mà vô hình chung ấy là họ miệt thị các tôn giáo, họ muốn loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống của người dân. Riêng với Công giáo tôi xin thưa ngay rằng là từ những năm đầu của khi đất nước vừa mới bị chia đôi đó, có thể còn trước nữa, ở những cái vùng mà họ cai trị đó thì họ đã bắt đầu chiếu cố tới các tôn giáo rồi, đặc biệt là với Công giáo thì họ đã tìm và có liên lạc với các quốc gia Đông Âu đồng minh của họ mà có nhiều người Công giáo, điển hình là quê hương Ba Lan của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị, 85% là người Công giáo. Thì cái chế độ lúc bây giờ ở bên Ba Lan họ cũng tìm cách khống chế người Công giáo bằng cách là nắm lấy các nhà lãnh đạo của Công giáo. Thế thì lập tức họ học cái cách, để mà muốn học cái cách đó thì họ đã mang sang Việt Nam, đưa sang Việt Nam, mời sang Việt Nam một số các linh mục giáo sĩ Công giáo mà đã bị thuần thục, bị Cộng sản thuần hóa rồi, nghĩa là ở trong các ủy ban tôn giáo yêu nước, Công giáo yêu nước, sang để học tập ngay từ thời đó. Cái này nó nằm trong tài liệu chứ không phải là cái chuyện chúng tôi bịa ra, là ngay từ thời đó họ học và lập tức họ lập ngay ra cái ủy ban liên lạc Công giáo ở miền Bắc. Và sau này thì như chúng ta đã biết, họ chiếm được miền Nam thì nó đã đẻ ra cái gọi là ủy ban đoàn kết Công giáo yêu nước ở miền Nam, và nó thống nhất tất cả cái đó để nó khống chế, để nó lũng đoạn giáo hội Công giáo. Và cái sự lũng đoạn đó chúng ta phải thành thật nhận định là họ đã thành công, cho nên bây giờ họ đã bằng cách này cái khác, kể cả những cái biện pháp để mà nắm lấy cái tẩy của một số những cái vị nào đó mà họ gài bẫy cách này cách khác, để rồi thì họ coi như là một cái thứ gọi là sinh tử phù để mà sai khiến những cái vị đó. Thì cái đó chúng ta không chối bỏ, cái đó là có thật, cái đó là cái chuyện tự nhiên. Thế thì cái vấn đề ở đây như bác công lý vừa mới nêu lên đó, thì chúng tôi đồng ý hoàn toàn những điều đó. Còn cái trường hợp mà tại sao họ lại khơi lên cái vụ ở Côn Cuông, rồi thì những cái điều tuyên, những cái lời tuyên bố giả, bài trong hàm ngận có những cái bài giảng, hay là kể cả trong cái dịp mà trả lời phỏng vấn của
cái bản tin của các giáo hội Á Châu, tức là Église d'Asie ở bên Paris đó, mà lúc bây giờ Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đang ở bên đó, thì cái vụ côn cuông nổ ra dữ dội với cái cảnh giáo dân và linh mục bị đánh. Thì một mặt ngài thư về điện, gửi điện điện thư về cho các linh mục ở trong giáo phận hãy làm việc theo cái suy nghĩ của mình, và sau đó thì chúng ta đã biết được biết những cái văn thư của tòa giám mục Vinh đã gửi cho các cấp chính quyền, cũng như đã công bố cái nhìn của mình, cái sự phẫn nộ của mình trước cái sự kiện linh mục và giáo dân bị đánh đập một cách tàn nhẫn ở Côn Cua. Rồi thì một mặt ngài trả lời cái Eglise Daji, ngài cũng đã xác định rõ một cái nhìn về một cái sự sai trái của nhà nước cộng sản khi mà nhắm vào đàn áp Côn Cua. Cái câu nghi vấn mà bác Công Lý có nêu lên là tại làm sao họ lại nhắm vào Côn Cuông trong cái lúc này, thì theo tôi nghĩ rằng là có thể một trong những cái lý do là họ muốn trắc nghiệm xem cái phản ứng của tín đồ cũng như các nhà lãnh đạo Công giáo đến đâu khi mà họ đã dám xúc phạm tới các ảnh tượng, đập đức ảnh tượng Đức Mẹ tan nát, rồi thì ở một cái nơi khác thì lại phá tất cả những cái thánh giá mà người ta dựng lên ở nghĩa trang, tới 47 cái ngôi mộ bị phá một cách tàn tệ, và qua hình ảnh chúng ta đã thấy. Thì cái câu hỏi cũng như câu trả lời này đã trong đầu tôi khi mà đặt câu hỏi là tại làm sao, lý do nào. Tôi nghĩ rằng là đó là một cái cách để trắc nghiệm xem cái phản ứng của quần chúng giáo chúng Công giáo cũng như là của hàng ngũ lãnh đạo như thế nào. Cho nên cái phản ứng tức thời của tòa giám mục Vinh cũng là một cách để cho họ đo lường được, và sau này thì qua những cái văn thư bài giảng cũng như lời tuyên bố của Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, với tư cách vừa là giám mục giáo phận Vinh, vừa là chủ tịch Hội đồng Công lý Hòa Bình bên cạnh Hội đồng Giám mục Việt Nam, thì cũng là một cách để trả lời cho họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái phản ứng của quần chúng cũng như là của hàng giám mục chưa đủ mạnh, và muốn cho mạnh thì chúng ta cần phải ý thức về cái tầm quan trọng của cái việc mà phạm thánh đó, cái việc mà đập phá những cái biểu tượng thánh thiêng của người Công giáo đó. Chúng ta phải thật là ý thức và nói cho mọi người dân, những người có tín ngưỡng Công giáo thấy được cái điều đó. Với các tôn giáo khác thì cũng đã phải, trong cái tình liên đới tôn giáo với nhau cũng cần phải ý thức rõ cái điều đó. Hôm nay họ đập vào những cái biểu tượng thánh thiêng của người Công giáo, ngày mai họ sẽ đập vào những cái biểu tượng thánh thiêng khác của người Phật giáo, của người Cao Đài, của người Hòa. Cái đó là cái chắc được đằng chân lấn đến đầu, đằng đầu. Cái trò mà cứ lấn dần của cái người Cộng sản thì bao nhiêu năm nay chúng ta đã thấy rất là rõ rồi. Thành ra câu trả lời của tôi với lại bác Công Lý thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái đòn để mà trắc nghiệm cái phản ứng của người Công giáo, cũng như là cái phản ứng về tình liên đới của các tôn giáo khác. Cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta lúc này, những người ở trong nước cũng như ở hải ngoại, là cần phải sáng suốt, nhìn ra được tất cả những cái việc làm của nhà nước Cộng sản. Và chỉ một cái việc làm mà họ đụng chạm tới những cái biểu tượng thánh thiêng đó đã đủ để chúng ta cần phải có những cái phản ứng đúng và tức thời đối với một cái chế độ như thế. Tôi không dám dài lời hơn nữa, xin được trả lời một cách vắn tắt như vậy. Hy vọng là bác Công Lý cũng tiếp nhận và để nhường diễn đàn lại cho những vị khác. Vậy thì tôi xin trả diễn đàn này lại cho anh Lạc Việt.
Và xin cảm ơn nhà văn Trần Phong Vũ. Và có lẽ là Lạc Việt có một cái câu hỏi chót đối với nhà văn Trần Phong Vũ. À, bác Công Lý lại có giơ tay ạ. Vâng, Lạc Việt xin có câu hỏi trước và mời bác Công Lý sau. Là thưa nhà văn Trần Phong Vũ, như mọi người đều biết, mới đây Quốc hội Việt Cộng rất là nhanh lẹ chạy nước rút để mà pass cái luật về biển. Và như nhà văn Trần Phong Vũ đã chia sẻ là cái sự kiện đó đã làm cho Trung Cộng nổi giận và phóng uế lên đầu các nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền Việt Cộng hiện nay. Đấy là đối với Trung Cộng, kẻ thù số một của dân tộc chúng ta. Nhưng mà đối với người dân Việt Nam, đối với các bạn trẻ đang tranh đấu, đối với các blogger, thì cái hiện tượng mà Quốc hội Việt Cộng thông qua nhanh lẹ cái luật biển Việt Nam, trong đó nói rõ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, thì như mọi người biết là nó cực kỳ mâu thuẫn với cái việc làm của Đảng Cộng sản, đó là Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng đã ký cái công hàm bán nước. Thế thì thưa nhà văn, cái hiện tượng cực kỳ mâu thuẫn đó, và hay nói trắng ra là chính nhà cầm quyền Việt Cộng thông qua cái quốc hội bù nhìn, họ nói một điều mà chính các tổ tiên của Đảng Cộng sản đã làm cái chuyện tồi bại đó, thì nó đã ảnh hưởng đến các giới trẻ như thế nào, đã ảnh hưởng đến các giới blogger như thế nào, và đã ảnh hưởng đến những thông tin lề trái như thế nào, đặc biệt qua các bài viết của họ và qua các cuộc biểu tình của họ. Xin mời nhà văn Trần Phong Vũ có thể chia sẻ sâu xa hơn cái điều đó để cho các bạn trẻ trong quốc đội có thể hiểu biết thêm và có thể có được những cái nhận định đúng đắn hơn và có những cái sự hành xử trong tương lai nó đúng đắn hơn. Vâng, xin kính mời nhà văn. Xin cảm ơn anh Lạc Việt đã nêu lên một cái câu hỏi nó đi sát thẳng ngay vào cái vấn đề. Đó là nó làm chúng ta liên tưởng ngay tới những cuộc biểu tình, dù là nhiều lần ít ở Hà Nội liên tiếp, mà đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau này tuy rằng không đàn áp một cách dã man cực diện như trước kia, nhưng mà tìm cách để giảm thiểu cái ảnh hưởng của nó, kể cả cái thái độ mà ra tay bao che bảo vệ cho cái tòa đại sứ của một cái quốc gia mà đã có những cái hành vi cướp bóc trên những cái đảo, những cái biển đảo của chúng ta. Nhưng mà tôi xin thưa ngay thế này, trên thực tế đó, chúng ta phải nhìn vào một cái điều mà chúng ta cần phải làm gấp. Giới trẻ hải ngoại cần phải vận dụng những cái tài năng về cái hiểu biết về Internet để mà chuyển lửa về cho giới trẻ ở trong nước. Là bởi vì cái mối đau của mình, của chúng ta đã ở trong nước ấy, là chế độ Cộng sản Việt Nam từ lâu đã ý thức được cái sức mạnh của giới trẻ. Cho nên họ đã chuyển cái sức mạnh đó vào những cái gì thì có lẽ anh em ta đều thấy cả. Đó là cái hiện tượng của những cái người trẻ ngày nay đã trở thành vô cảm. Một số đông là như vậy. Rồi một số cũng không kém đông đảo là chỉ biết chạy theo lợi nhuận, chỉ biết chạy theo những cái sự ăn chơi hưởng thụ. Chúng ta chỉ cần để ý tới những cái một khi xuất hiện một vài cái ngôi sao ca hát bàn bạc nào đó của đại Hàn, của ngoại quốc mà họ hâm mộ lâu nay, thì mỗi một khi có những cái chuyện đó thì có thể tập trung được hàng hàng ngàn, hàng chục ngàn những giới trẻ mà đã có những cái hành vi gần đây chúng ta phải lấy làm xấu hổ,
có những thanh niên thiếu nữ Việt Nam sau khi một cái ngôi sao ca hát ca nhạc của Đại Hàn rời chỗ ngồi thì đã lên ôm hôn cái ghế đó. Nó là một cái hình ảnh mà phải nói chúng ta cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tôi chỉ thương ngay rằng là chính các bạn đó, tôi cảm thấy thương các bạn hơn là trách các bạn. Bởi vì để mà đưa tới cái hiện tượng giới trẻ Việt Nam ngày nay có một số đã có những cái thái độ khó hiểu và cũng là cái điều đáng khinh miệt đó đó, nó khơi nguồn từ chính cái ác tâm và cái mưu toan thâm độc của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chỉ nhìn qua sự kiện này, chúng ta phải thấy rằng cái nhà nước Cộng sản Việt Nam ngày nay đó, họ ta còn tàn tệ hơn cả thực dân ngày xưa. Cái thực dân ngày xưa nó cũng làm công việc tương tự để mà hướng cái giới thanh niên đừng có những cái tinh thần yêu nước mà chống lại thực dân bằng cách là họ thiết lập và họ cổ võ cho những phong trào thể thao, tổ chức những cái chuyến đi cuộc đua xe đạp vòng quanh Đông Dương, hay là những cái trận đá banh giữa Nam, giữa Bắc, giữa Trung. Nhưng mà đây trên một cái mặt nào đó, dĩ nhiên họ cũng là cái trò để mà hướng thanh niên vào một cái lĩnh vực khác để mà đừng nghĩ tới cái chuyện yêu nước nữa. Nhưng mà ít nhất họ còn có cái tâm tình của con người, không muốn sa đạo đọa hóa giới trẻ. Ít nhất thì cái thể thao nó cũng giúp cho cái người thanh niên Việt Nam đi vào một cái trò chơi lành mạnh, một cái thú vui lành mạnh, một cái đam mê lành mạnh, để mà dù là có thực hiện được ý đồ cộng sản để cho người thanh niên Việt Nam quên đi đất nước của mình. Nhưng mà so với dân cộng sản ngày nay đó, thì cái cộng sản nó tệ hại gấp nghìn lần. Là bởi vì cũng cái trò để mà hướng thanh thiếu niên vào cái việc mà không nghĩ gì đến đất nước cả, biến thành một lũ vô cảm chỉ biết ăn chơi hưởng thụ đó, thì họ dùng cái đòn ăn chơi hưởng thụ. Mà tôi nghĩ rằng rất có thể họ còn dám dùng cả ma túy để họ đầu độc người thanh niên Việt Nam. Cái đó thì chúng ta còn là câu hỏi. Nhưng mà cụ thể trực tiếp ấy, là họ đã cổ động hay là tiếp trợ cho những cái phòng trà, cho những cái nơi ăn chơi, cho những cái nhóm bầu của những cái tổ chức giải trí, của những cái buổi đại nhạc hội, của những cái trò nhảy đầm khắp mọi chốn để mà du thanh niên vào cái hoàn cảnh như vậy. Và để chuẩn bị cho cái chuyện đó thì họ khuyến khích cho những học sinh, sinh viên càng ngày càng trở nên dối trá, đi học cũng dối trá, thi cũng dối trá, rồi thì tất cả mọi lĩnh vực biến cả một cái tập thể trẻ thành một cái lũ dối trá. Mà khi đã dối trá thì học hành chẳng ra gì cả. Học hành chẳng ra gì cả thì cái hệ luận tất hữu là sẽ bỏ học đường đi ra lang bang. Bỏ học đường đi lang bang thì chỉ có một cái chỗ quấn hút họ vào là chính là những nơi ăn chơi. Cho nên tôi xin thú thật, trách nhiệm của chúng ta ở đây rất là lớn. Những bạn nào mà còn có giữ được cái nền nếp gia phong mà còn nghĩ tới chính cái tương lai bản thân mình, và trong khi nghĩ tương lai bản thân mình còn có một chút tấm lòng đối với quê hương đất nước á, thì ngoài cái việc các bạn đi biểu tình, đi đấu tranh này kia đó, các bạn cần phải cảnh tỉnh, cảnh giác những bạn bè của mình. Cho nên thú thật, cái niềm tin mà những người lớn tuổi như anh em chúng tôi đặt để vào ở nhà đó, là đặt để vào những cái nhóm những anh em còn đã không còn có cái thái độ nữa là mặc kệ nó, nghĩa là cái thái độ nghĩa là làm ngơ vô cảm, mà đã dám dấn sâu vào những cái con đường đấu tranh, đi ra tham gia biểu tình, mà biểu tượng nổi bật nhất như là chị em cô Huỳnh Thục Vy
rồi thì cô Hoàng Vy, rồi thì cô Trịnh Kim Tiến, rồi thì lớn hơn một chút chút thì là những cái cô Tạ Phong Tần và bà Bùi Minh Hằng, Bùi Minh Hằng, rồi còn biết bao nhiêu những người khác nữa. Tuy vậy nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là cái tỷ lệ mà trong số 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta ấy, cái giới trẻ chiếm đông đảo nhất. Thế thì tôi đặt câu hỏi là cái giới trẻ đó ở đâu vậy? À, có thể có những người có lòng nhưng mà bị quá sợ, cái bệnh sợ hãi nó là cái bệnh thâm căn cố đế, cho nên chưa vượt qua được cái ngưỡng cửa của sự sợ hãi, thì là các bạn nó chưa làm gì nên chuyện cả. Thế thì cái câu hỏi của anh Lạc Việt vừa đặt ra đó là chúng ta nghĩ gì về những cái giới trẻ đó, thì tôi chỉ thành thật bày tỏ cái lòng cảm phục đối với những người trẻ đã dấn thân, đã dám chấp nhận tù đầy. Trong đó có 17 thanh niên mà hiện nay bây giờ còn đang ngồi trong tù, mà chấp chới họ sẽ đưa ra vào các phiên tòa trong những ngày sắp tới. Tôi thán phục những người tuy còn ở bên ngoài nhưng mà dường như lúc nào cũng sẵn sàng để vào tù. Và nhất là những người đó ngày nay đã tự trang bị cho mình. Tôi muốn nói tới các cô Huỳnh Dục Vy, cô Hoàng Vy, các cô Trịnh Kim Tiến, là những người đã trang bị cho mình một cái niềm tin tôn giáo mà trong những ngày vừa qua tôi được đọc trên net. Thì tôi hy vọng rằng cái sự can đảm của quý vị dám công khai chọn một cái tôn giáo đang bị bách hại, đang bị nhà nước dồn mọi cái áp lực lên để mà khủng bố, kể cả cái chuyện mà là không nương tay đối với cả những cái biểu tượng thánh thiêng của cái tôn của người Công giáo, thì tôi nghĩ rằng các bạn thật đáng phục. Và cái gương đó tôi nghĩ nó sẽ lây lan sang các bạn khác và đặt ra cho chúng ta những người tỉnh táo một trách nhiệm khác nữa, kể cả phụ huynh, là làm thế nào để mà cảnh tỉnh, để mà làm cho những người mà đang đi lạc đường, đang sống trong tâm trạng vô cảm, đang thờ ơ đối với đất nước, đang dấn sâu vào con đường ăn chơi, mặc dù không phải là các bạn mà chính là cái tội của nhà nước đã đẩy các bạn vào đó, để các bạn kịp thời đứng dậy để đừng để cho tình trạng quá tệ. Thì tôi xin phép được trả lời một cách ngắn gọn để bày tỏ cái quan điểm của tôi đối với lại giới trẻ hiện nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhà văn. Và bây giờ xin mời bác Công Lý ạ. Yeah, một lần nữa tôi xin kính mến thân thương chào cả nhà. Thưa chú Trần Công Bộ, hồi nãy câu hỏi thứ hai của tôi chú quên chưa có góp ý đó. Tôi có lẽ chắc chú quên chăng? Tôi xin nhắc lại là cái lời mà của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Hoài Hợp đó. Hay nói đó, thì là chúng tôi đòi hỏi công lý cho mọi cho những nạn nhân vụ bạo hành đó. Cái câu mà ngài nói đó thì theo ý của chủ như thế nào? Tất cả những cái ý mà cái câu hỏi thứ nhất mà tôi hỏi nói đến vấn đề liên hệ đến vấn đề mà đàn áp tôn giáo tại địa phận Vinh nó qua vụ Văn Cuông đó, thì chú đã trả lời một cách đây đủ rồi, cảm ơn chú nhiều. Bây giờ thì xin chú giúp cho cái câu hỏi mà số 2 của tôi nói đến đó, thì xin chú cho biết để chúng tôi trong nhóm anh em chúng tôi cũng muốn làm sao để cho cái chuyện này nó sát với cái thực tế, và muốn biết được rằng là theo cái ý hướng đó là công cuộc đấu tranh của chúng ta cứ vẫn phải tiếp tục để rồi một ngày nào đó phải dập sự rồi này, bởi vì đối với cộng sản không có công lý mà chúng ta đấu tranh về lâu nay là chỉ có mục đích chúng ta chỉ có nhắm vào công lý thôi đó. Nên ra chúng tôi muốn biết để nắm vững để rồi chúng tôi có những cách nào đó để mà cũng từng đang để ý quan tâm đến cái chuyện mà đấu tranh của tài giáo phần Vinh. Qua cái lời mà tuyên bố của Đức Giám Mục để thấy rằng thái độ của giáo dân và cả hàng linh mục cũng như cụ thể là qua Đức Giám Mục không như thế nào. Xin chân thành cảm ơn chú.
Rồi bây giờ xin mời Lạc Việt lên cầm mic, mời chủ mời Phong Trần. Hy vọng rằng là tiếng nói của tôi đang được nghe. Thì tôi xin lỗi bác công lý đã không chưa trả lời câu hỏi mà bác nêu lên. Thì tôi xin nói ngay rằng là khi Đức Giáo Hợp đã nêu đến điều đó ấy, tức là Ngài đã trực tiếp nhận lấy cái trách nhiệm của vị chủ tịch Hội đồng Công lý Hòa bình bên cạnh Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng ta cũng cần biết rằng là cái ủy ban Công lý Hòa bình ở các tòa giám mục đó thì phải nói rằng ở Việt Nam là được thành lập trễ nhất. Đã có lần tôi đề cập tới một cái ủy ban Công lý Hòa bình cạnh Hội đồng Giám mục của Pakistan, là một cái giáo hội nhỏ, nhỏ xíu so với giáo hội Việt Nam. Thế mà cái ủy ban đó cũng đã có mặt từ mấy chục năm nay. Và cái chuyện mà chúng tôi đã từng có lần tôi có đề cập tới trường hợp Đức Giám mục John Joseph, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, Ngài đã làm một cái việc mà nếu cứ nhìn một cách bề mặt hành động của Ngài thì rõ ràng là Ngài vi phạm giáo luật khi mà Ngài cầm khẩu súng đi nói với một linh mục dưới quyền Ngài, chở xe Ngài đến gần tòa án rồi dừng xe lại để Ngài bước chân lên cái tòa án nơi mà một cái thanh niên Hồi giáo 20 tuổi đã xin rửa tội để trở thành người Công giáo, và sau đó đã bị chi phối bởi cái luật Hồi giáo, và họ đã đòi hỏi cái luật pháp của Pakistan xử tử hình cái người thanh niên đó, và người thanh niên đó đã bị giết. Và Đức cha John Joseph, Ngài đã vận động khắp nơi, khắp thế giới mà không cứu được người thanh niên đó. Cuối cùng Ngài đã tự tay bắn vào mảng tang của Ngài để chết ngay trên cái tiền đình của cái tòa án kết tội tử hình cho cái người thanh niên đó, để gióng lên một cái tiếng nói mà sau này phải chục năm sau, tôi nhớ cách đây chừng độ mấy năm thì cái sự kiện đó mới được chính bên phía Công giáo công bố một cách rất rõ ràng, và công bố một cách có vẻ cũng là đề cao cái hành vi của Ngài. Bởi vì trước mặt Chúa thì có lẽ tất cả mọi thứ luật lệ trong cái hành vi của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan đã biện minh được tất cả mọi thứ. Luật lệ không còn ràng buộc Ngài nữa, bởi vì Ngài đã có một cái luật lệ gọi là luật lệ yêu thương. Yêu thương ai? Yêu thương một cái người thanh niên đã bị chết một cách oan khuất vì công lý không được trong tôn trọng. Tôi đưa ra cái trường hợp này để trở lại cái vai trò của Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình ở Việt Nam. Dù trễ chăng nữa đó, tôi nghĩ rằng đã đến lúc Đức cha Hợp phải nhìn ra cái điều đó. Và cái điều Ngài nhấn mạnh trên cái chuyện đòi hỏi nhà nước phải thực thi công lý hay là trả lại công lý, không phải chỉ cho người công giáo Việt Nam mà cho toàn dân Việt Nam, cho tất cả các tín đồ, các tôn giáo, hay nói chung là cho toàn thể 90 triệu nhân dân Việt Nam, là một cái đòi hỏi thật là chính đáng, và cái đòi hỏi là phải được tất cả mọi người noi theo. Tôi còn nhớ một câu tuyên bố khác nữa của Đức cha Hợp. Ngài coi cái hành vi mà của những cái bọn côn đồ mà như là nhà nước Việt Nam đã đổ cho những người đó đánh linh mục, đánh giáo dân, phạm thánh, đập bể tượng Đức Mẹ là một cái thử vượt qua một cái ranh giới khó chấp nhận được. Câu nói đó cũng đã rất là đáng chú ý để cho chúng ta mong và hy vọng rằng Đức Giám mục với cái tư cách là Giám mục Nghệ An và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Công lý Hòa bình sẽ bám sát tất cả những cái hành vi của nhà nước Cộng sản để đo lường xem cái mức độ tôn trọng công lý của họ như thế nào, cũng như là tôn trọng những biểu tượng thánh thiêng của người Công giáo như thế nào.
tôn trọng con người như thế nào, dù là con người đó là giáo dân hay là linh mục, họ sẽ là chính là cái thước đo, hành vi của họ chính là thước đo để cho thấy họ có tôn trọng công lý không, họ có đáp ứng cái lời đòi hỏi để trả lại công lý cho đồng bào Việt Nam chúng ta ở trong nước hay không. Thì tôi xin được trả lời như vậy và mong rằng là bác công lý có thể tiếp nhận cái câu trả lời đó. Tôi xin dứt lời. Dạ, xin cảm ơn nhà văn và xin mời Thế An với câu hỏi cuối cùng của cái buổi hội luận hôm nay do nhà văn Trần Phong Vũ trình bày và đảm trách hội luận. Và sau khi chia sẻ với anh Thế An, cũng xin trân trọng kính mời nhà văn có thể cho đôi lời để chúng ta đúc kết cái buổi hội luận hôm nay ạ. Vâng, xin mời anh Thế An. Dạ, xin kính chào anh Lạc Việt và kính chào tất cả mọi người. Đặc biệt với chú Phong Trần thì cháu cũng xin có điều muốn hỏi như thế này. Là một người đã từng suy tư để viết ra những cái điều mà đã được nhiều độc giả yêu chuộng, với kinh nghiệm của chú về Cộng sản, và nói đến Cộng sản thì không có công lý, là bởi vì Cộng sản đã không có công lý rồi, nguồn gốc của chúng là không có công lý, thì chính như vậy mà tất cả những sự buộc tội người ta cũng đều không có công lý. Vì công lý nó phải có một cái nền dân chủ pháp trị như thế nào thì đó mới là công lý. Và đối với Cộng sản này thì chúng là một cái loài mà không bao giờ tôn trọng cái sự thật và lẽ phải. Và với kinh nghiệm, nếu cháu không lầm thì chú là người đã từng sống với Cộng sản, thì với kinh nghiệm của chú thì ngày hôm nay để chia sẻ những cái kinh nghiệm cho đồng bào chúng ta, thì cái ước ao của chú trong kinh nghiệm đó, chú muốn chia sẻ điều gì, và người Việt Nam phải đấu tranh như thế nào để chúng ta sớm có một cái sự trả lời cho tất cả mọi người dân trong đất nước thoát khỏi cái hiểm họa ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn diễn đàn và cảm ơn chú. Vâng, xin mời nhà văn ạ, qua đường line của Phong Trần. Là bởi vì người Cộng sản không bao giờ tôn trọng công lý. Họ không có công lý, đúng như là anh bạn đã nói. Anh bạn đã sáng suốt mà đã nhận ra được cái điều đó. Mà có lẽ tôi mong là tất cả chúng ta đều phải nhận ra cái điều đó. Tòa án đối với Cộng sản chỉ là một cái vở kịch, chỉ là một cái màn chót để mà thực thi những cái gì họ đã định sẵn để mà khoác lên đầu lên cổ những người mà họ muốn kết án mà thôi. Cho nên chính một luật gia nổi tiếng ở Việt Nam, tôi nhớ mãi hình như là cụ Trần Lâm, một người rất là lớn tuổi, khi mà phê phán trả lời một cái câu hỏi về một kết quả của một cái tòa án đó, thì cụ đã không ngần ngại nói rằng những ông quan tòa chỉ là lập lại một cái chỉ thị, một cái điều mà đã được bộ chính trị họ ấn định trước rồi, thành chỉ là một cái loa mà thôi, thành ra nó chỉ là một sự dàn dựng để mà đưa ra một cái bản án đã định sẵn ra rồi mà thôi, không ăn thua gì cả. Công lý, tòa án, mọi thứ đều không ăn thua gì cả. Và từ đấy chúng ta cũng có thể hiểu ngay cả cái một cái quốc hội mà bầu cử lúc nào cũng là 99%, 97%, mỗi người đắc cử đều như vậy cả. Rồi thì lại đảng cử dân bầu, đảng cử rồi thì dân mới bầu, tức là dân chỉ bầu những người ra đảng đã chọn rồi, thì cái quốc hội nó như thế nào ai cũng biết rồi, thế thì không có vấn đề công lý. Tôi hiểu ngầm cái ý của các bạn muốn nói rằng là đòi hỏi công lý không đủ, bởi vì không, nó có công lý đâu mà nó đưa cho mình. Hơn nữa nó không muốn làm cái công việc đó, bởi vì làm cái việc mà trao công lý lại, tự nguyện trao công lý lại cho người dân, thì người dân sẽ có công lý trong tay và sẽ quay lại kết án chính cái kẻ mà đã thống trị họ lâu nay. Thành ra cái vấn đề đặt ra là phải tranh đấu mới có công lý. Tôi hiểu được ý bạn cái điều đó, và có lẽ cũng là ý của tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta không có một cái gì nó cho không cả, tự do cũng không thể có không.
đời sống nhân phẩm của chúng ta cũng không thể tự nhiên mà có được cả, nhất là trong chế độ cộng sản. Chỉ có tranh đấu, mà trong cái sự tranh đấu đó có sự hy sinh, mà muốn có hy sinh thì phải có cái đợt lược, mà phải có được nâng đỡ bởi một cái tấm lòng yêu nước chân thật. Thành ra tất cả những cái chuyện đó chúng ta cần phải học. Và ban nãy anh có nói tôi là cái người có lẽ đã sống với cộng sản, thì tôi thật sự tôi chỉ nói ngay, tôi chưa trực diện sống với lại cộng sản dưới một cái chế độ. Nghĩa là tôi không bị lọt lại sau 75, tôi ra khỏi nước trước 75. Có thể là tôi hèn chắc, tôi không biết. Tôi đã cùng với một cái đoàn người mà biết rằng là cái cơn hồng thủy nó sẽ đổ trên đất nước chúng ta. Và đây là một cái cơ may vô cùng tôi mới đi được. Sáu đứa con của tôi, đứa con lớn nhất mới có 10 tuổi, đứa con út mới có 3 tháng. Tôi biết rằng tôi không thể nào đi được, chưa kể còn có cha mẹ già. Nhưng mà cái cơ may nó đến một cách nghĩa là tôi không thể mơ tưởng cho tôi đi ra khỏi nước. Và tôi vẫn nghĩ rằng tôi có một cái món nợ đối với lại cái cơ may đó. Tôi mới có một cái món nợ đối với những anh em tôi, bà con tôi, bạn bè tôi, những cái người đã cùng một thời kỳ ở chung hàng ngũ chuyến tuyến với tôi mà đang bị rơi vào một cái chế độ tàn khốc, mà có biết bao nhiêu người đã phải rơi và bị đẩy vào trong các nhà tù trá hình, trại cải tạo, để rồi sống như là một bầy súc vật ở trong đó. Tôi tự thấy tôi có trách nhiệm, và vì vậy tôi phải tìm hiểu xem cái chế độ đó như thế nào. Và nhờ những cái gì tôi đọc được, tôi học được, tôi nghe được, tôi được chia sẻ trực tiếp bởi những cái nạn nhân đó, nhất là những cái người mà đã từng bị tù tội mà tìm cách trốn tránh ra được bên ngoài này, thì tất cả những cái bài đó tôi xin nói rằng là tuy tôi không ở chung với cộng sản, nhưng mà bây giờ tôi có thể tự hào rằng tôi nói về cộng sản những cái điều mà tôi nghĩ rằng không có sai. Và vì vậy cho nên có thể nhân danh những người đã là nạn nhân cộng sản, tôi nói thay cho những cái người đó về tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải làm lúc này để chia sẻ với các bạn. Chúng ta phải trực diện với một cái chế độ không thể thay đổi được, một cái chế độ mà họ đã tiêm nhiễm bởi một cái chủ thuyết tàn nhẫn ăn sâu vào não tủy của họ. Họ quay họ giết cả những đồng đội của họ mà. Chúng ta nhớ lại những cái cuộc thanh trừng ở bên Nga, chúng ta nhớ lại cuộc cách mạng văn hóa ở bên Trung Cộng mà Mao Trạch Đông đã khởi xướng, trong đó hàng triệu đảng viên của họ đã bị giết. Chúng ta nhớ lại những cái trò hề mà họ dựng lên về cái vụ án xét lại ở Việt Nam, ở trong cái chế độ cộng sản. Bao nhiêu là những cái đồng chí của họ một thời họ đã giết. Mà ngày nay đấy, chúng ta thấy những dân oan là ai? Dân oan là những người đã đào hầm để mà giấu họ ở miền Nam. Những dân oan đó là ai? Dân oan đó là những người mẹ chiến sĩ, gọi là mẹ chiến sĩ. Một thời được những cái tờ giấy rỗng tóc ca ngợi công lao này kia. Nhưng mà ngày nay vỡ mặt ra, bừng mắt dậy mới thấy rằng là họ cũng lại là nạn nhân, bị họ cướp đoạt tất cả những cái đất đai tài sản của cha ông để lại. Cho nên đã có cái cảnh lũ lượt những cái bà mẹ chiến sĩ đó, những cái bà mẹ đã từng đào hầm chôn giấu những cái tay lãnh tụ cộng sản đó, từ các tỉnh miền Nam kéo về văn phòng 2 Quốc hội ở gần tòa, ở nhà thờ Đức Bà, để mà cắm trại ăn vạ làm để mà khiếu kiện ở đó. Nhưng mà đúng là kiện củ khoai với một cái lũ mặt dày, một cái lũ mà nó ăn cháo đá bát, nó chẳng coi ai ra gì cả. Cũng như ở miền Bắc biết bao nhiêu đồng bào nông thôn đã kéo về vườn hoa Mai Xuân Thưởng lũ lượt,
mà rồi có bao nhiêu những cái nhà tranh đấu đã giúp họ để làm đơn này kia để vào trong tù, bị bắt ra trong tù. Với một kẻ táng tận lương tâm như vậy thì chúng ta thấy như thế nào rồi? Họ không có cái gì để chúng ta có thể tin được. Thế thì chúng ta phải xác định rõ kẻ thù và chúng ta phải nhắm tới, không thể quên một phút một giây, kể cả trong giấc ngủ. Đó chính là cái chế độ cộng sản hiện nay. Và từ đó chúng ta bao dung lẫn nhau để chúng ta có thể tha thứ lẫn nhau, bỏ qua những cái lỗi lầm nếu có, để cùng nhau kết đoàn lại thành một khối, để mà người ở trong nước bảo chỉ bảo lẫn nhau, thức tỉnh dần dần. Những cái kẻ còn ở trong đảng, họ có đi ra ngoài, chúng ta tiếp trợ họ, chúng ta đón tiếp họ. Đừng có những cái việc mà đẩy họ ra. Chúng ta đẩy họ ra tức là chúng ta chặn đường cho những cái đảng viên khác đi ra theo. Ở hải ngoại cũng vậy, chúng ta cần phải có sự bao dung với nhau, để trong cái khối đoàn kết đó, chúng ta mỗi một người đều cùng một ý hướng, nhận ra đâu là kẻ thù chính, kẻ thù phụ. Và bây giờ chúng tôi xin được, như lời của anh Lạc Việt, xin được đúc kết rất ngắn thôi. Trong buổi hôm nay, chúng ta đã có dịp để mà thấy được cái cảnh mà nhà nước Cộng sản bây giờ đang ở bên bờ vực của một cái sự suy vong. Và vì vậy cho nên họ đã vùng dậy và họ đã mắc vào những cái lỗi lầm mà dù họ có biết họ cũng vẫn phải vấp vào. Trong cái vấp vào đó, cái vấp lớn nhất của họ ấy, là đã đưa ra cả một cái đạo luật nó phản lại chính một cái tay lãnh tụ một thời đã làm một cái công hàm để mà dâng đất dâng biển của chúng ta cho kẻ thù truyền kích là Trung Cộng, mà bây giờ lại vẫn phải muối mặt đưa ra một cái đạo luật gọi là đạo luật về biển đảo, quy định đủ điều của trong đó, rồi lại còn dám huynh hoang tuyên bố rằng là Hoàng Sa Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam, để rồi chỉ trong sớm chiều đạo luật chưa kịp giáo mực thì cái mà họ đội lên đầu đó đã có những cái hành vi kịch thượng, khinh nhờn đạp lên đầu họ, như tôi đã dùng cái từ gọi là phóng uế lên đầu họ, bằng những hành vi tuyên bố công khai, thiết lập cơ quan hành chánh, kể cả cái chuyện đưa quân sự, đưa quân bộ đội ra đó để mà trấn đóng, rồi để còn thiết lập để cho nó có vẻ có cái cơ chế lập pháp ở cái nơi đó, để huynh hoang nói với thế giới rằng mấy cái thằng lãnh tụ ở Ba Đình, nhà đàn em của tôi đó, nó chẳng là cái gì cả, nó muốn tuyên bố gì thì tuyên bố, nhưng mà chúng tôi tuyên bố với quý vị rằng nơi này là của chúng tôi. Cái đó là một cái mối nhục và chúng ta cần phải nhìn được thật rõ để mà thấy được cái khó khăn, cái bước đường cùng của chế độ cộng sản trong lúc này, để chúng ta nhận ra cái thái độ điên cuồng của họ là chỉ để che đậy đi cái nhược điểm của họ, cái yếu thế của họ mà thôi. Bởi vì họ sợ một cái cuộc bùng dậy của toàn dân chúng ta ở Việt Nam, để nó giống như là cái cuộc cách mạng Hoa Lại ở bên bên Bắc Phi, một cái cuộc nổi dậy ngay ở trong nước để giật sập, để thiêu rụi cái chế độ đó, với cái sự tiếp trợ của một cái tập thể hải ngoại kết đoàn, thấy rõ được mọi mọi cái thủ đoạn như bộ mặt thật của chế độ, để bằng cái phương tiện của những người ở hải ngoại, bằng cái tiếng nói tự do của những người ở hải ngoại, tiếp trợ cho tiếng nói của ở trong nước, để mà làm cho cái một cái cuộc cách mạng, một cái sự vùng dậy ở trong nước sớm trở thành hiện thực. Và trong cái điều kiện đó, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, và phải đầu tiên là phải kết đoàn với nhau, và người người mỗi một người phải ý thức cái trách nhiệm của mình, không cần ỷ lại vào ai, mỗi người đều phải nung cho mình một cái ý chí sắt đá, và cùng phải tự xét
xem mình đã làm cái gì được cho đất nước trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này. Thì tôi cũng không biết là đúc kết thế nào cho đầy đủ nữa. Chúng tôi chỉ xin nói với quý vị với tất cả cái sự xúc động của chúng tôi, xin hãy nghĩ tưởng nghĩ tới tiền nhân chúng ta đã gây dựng nên cái mảng nó là giang sơn gấm vóc truyền lại cho chúng ta ngày nay. Trách nhiệm của chúng ta là gì? Chúng ta có thể chỉ bám víu lấy những cái quyền lợi cá nhân riêng tư của mình mà vô cảm quên những cái công lao đó của tiền nhân hay không? Cụ thể hơn hết, với tư cách là những người đang có một cái tín ngưỡng, chúng ta hãy chiếu vào những cái giáo lý của tín ngưỡng chúng ta, đòi buộc chúng ta trong cái tình liên đới giữa người với người. Chúng ta nghĩ gì về thảm họa của những cái em bé, của những cái giới trẻ đang bị cả một cái nhà nước ru ngủ đẩy vào cái con đường bại hoại về mọi mặt? Chúng ta nghĩ thế nào về những cái người phụ nữ đang phải bán mình để mà nuôi gia đình? Chúng ta nghĩ thế nào về những người nông dân bây giờ đang bị tước đoạt đất đai? Chúng ta nghĩ thế nào về cái tôn giáo của chúng ta đang bị bách hại? Riêng với người Công giáo, chúng ta nghĩ thế nào khi mà những biểu tượng thánh thiêng của chúng ta là những cây thánh giá, là những ảnh tượng đang bị kẻ thù của chúng ta, kẻ thù của tự do, kẻ thù của những người có tín ngưỡng đập phá một cách tàn tệ? Tất cả những cái câu hỏi đó luôn luôn phải đặt ở trong trái tim chúng ta, luôn phải khơi gợi trong lòng chúng ta để tự nuôi dưỡng cho chúng ta một cái ý chí sắt đá, một cái thái độ kiên cường, luôn luôn đầu cao, mắt sáng, chân cứng đá mềm, để tiếp tục đi nốt cái con đường mà chúng ta phải đi để mà rút ngắn cái đoạn đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho công lý, cho hòa bình, cho nhân quyền, dân phẩm trên quê hương chúng ta. Và chúng tôi xin được phép chấm dứt ở đây, mong rằng cái vang vọng của cuộc trao đổi của chúng ta, mong rằng những ý kiến trao đổi của rất nhiều quý vị tuy chưa được nói ra, nhưng chúng ta sẽ có dịp để nói riêng với những bạn bè của chúng ta và nói bằng tất cả tấm lòng chúng ta để mà có thể truyền cho nhau một cái niềm tin, để gây dựng cho nhau một cái thái độ kiên quyết, xác tín để cùng làm một cái gì để xứng đáng là những con người còn xứng với cái danh vị của con người, xứng với lại cái tư cách tín đồ của cái tôn giáo của mình. Tôi xin dứt lời. Và một lần nữa thì nếu cha Lợi còn ở đây, xin cảm ơn cha về luôn luôn kiên trì với những cái buổi gặp gỡ như thế này, những cái lời đề cao của cha. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã nêu ra những câu hỏi với tôi. Tôi cũng đã học hỏi được các bạn rất là nhiều. Và cũng cảm ơn ban điều hành cái buổi phòng talk ngày hôm nay. Đặc biệt cảm ơn anh Phong Trần đã 106 đã giúp tôi có thể để chuyển những cái tiếng nói của tôi tới với bà con hôm nay. Và xin cầu chúc tất cả những cái bà con đang ở vào cái giờ phút này là cái giờ phút mà cũng đã ở vào một cái giờ mà cũng đã khuya rồi, một cái giấc ngủ bình yên. Còn các bạn nào đang ở vào cái ban ngày, cái múi giờ mà đang sống ở ban ngày, thì mong là các bạn đi trọn cái ngày này trong cái niềm lạc quan, phấn khởi và có đầy đủ sức khỏe. Xin cảm ơn tất cả các bạn và quý vị. Lạc Việt xin được thay mặt cho diễn đàn yểm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam cảm ơn những điều trình bày của nhà văn Trần Phong Vũ qua đề tài phản ứng điên cuồng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình trạng yếu thế hiện nay. Và những lời chia sẻ đúc kết đúng ra là những lời tâm tình rất là cảm động của nhà văn Trần Phong Vũ, đã nói lên cái tâm tình không những riêng của nhà văn Trần Phong Vũ mà muốn thay mặt cho chúng ta nói lên cái tâm tình của chính chúng ta. Chúng ta hãnh diện, chúng ta tự hào, nhưng chúng ta cũng phải có một cái trách nhiệm. Bởi vì Việt Cộng đang ở cái thế điên cuồng, sợ sự nổi dậy của dân khi mọi người biết là Đảng Cộng sản này mới chính là kẻ nội thù đã từng bán đất, bán biển của tổ tiên trong suốt chiều dài mà họ cai trị đất nước chúng ta. Những điều này thật là may mắn cho các bạn trẻ trong nước. Hơn ai hết,
rất là nhiều bạn trong suốt cái chiều dài được giáo dục trong mái trường xã hội chủ nghĩa, các bạn đã được nhào nắn để mà ca ngợi Hồ Chí Minh như là những vị thánh sống, ca ngợi các tay nắm đầu của các đảng Cộng sản như là những người yêu nước. Nhưng mà qua các biến cố vừa qua, những sự thật càng ngày càng lộ rõ, đảng Cộng sản không hề bao giờ là ân nhân của đất nước và dân tộc chúng ta. Đảng Cộng sản trong suốt thời gian cai trị, họ đã giết hàng 3 triệu người, những người dân vô tội. Và ngày nay, giữa thế kỷ 21, mọi nước văn minh đang tôn trọng quyền con người, thì chính Đảng Cộng sản hiện nay, cho tới hiện nay, vẫn ra tay đàn áp những người chỉ biết cầu nguyện trong các tôn giáo một cách vô cùng tàn nhẫn, độc ác. Họ đối xử với đồng bào của họ như đối xử với những loài thú. Họ biến đồng bào chúng ta thành loài thú không được thì họ đập cho chết, coi như một loài thú. Cái đảng Cộng sản này có thể còn tiếp tục mà cai trị đất nước chúng ta được chăng? Chúng ta có trách nhiệm, đồng bào trong nước có trách nhiệm, đồng bào hải ngoại có trách nhiệm. Và như lời của Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi có chát lên hôm nay, Đảng Cộng sản đang ở cái thế điên cuồng bởi vì chúng nó đang ở cái thế yếu nhất. Thế thì lúc này chúng ta không đứng dậy thì lúc nào chúng ta đứng dậy đây? Đất nước đang đi vào họa diệt vong, và kẻ thù của truyền kiếp của dân tộc chúng ta đang hiện diện khắp nơi trên đất nước, hiện diện khắp nơi trên biển khơi, và đang điên cuồng chiếm các đảo, thành lập các khu vực hành chánh, xây dựng các công sự rất là ngang nhiên trên những hòn đảo của tổ tiên chúng ta. Thưa các bạn, chúng ta không đứng dậy lúc này thì lúc nào? Đây là lúc yếu nhất của Đảng Cộng sản, là cơ hội tốt nhất để mọi người cùng đứng lên. Xin cầu nguyện cho các tôn giáo, cho các vị lãnh đạo các tôn giáo ý thức hơn bổn phận của một tín hữu, đồng thời là bổn phận của một công dân, một công dân của nước Việt có một truyền thống suốt nhiều ngàn năm dựng nước và giữ nước. Chúng ta là con cháu của tiền nhân anh hùng, không lẽ chúng ta lại cũng bắt chước bọn Cộng sản hèn hạ trước kẻ thù chăng? Chúng ta cố gắng để nói điều đó không, và một cách tích cực hơn, chúng ta cố gắng để làm bất kỳ cái điều gì mà Cộng sản sợ. Chúng ta hãy làm tất cả những điều gì mà Cộng sản sợ. Việc của chúng ta là truyền thông những thông tin có lợi cho công cuộc đấu tranh này về trong quốc nội. Chúng ta cùng nắm tay đồng hành với những người đấu tranh trong quốc nội. Và hôm nay đặc biệt, chúng ta xin dâng một nén hương, một bông hoa cho mẹ của chị Tạ Phong Tần, mà theo nguồn tin của chú cứ thế đắp cỏm, bà mới tự thiêu tại khu hành chánh ở Bạc Liêu. Đây là mẹ của chị Tạ Phong Tần. Chị Tạ Phong Tần là một người thành viên 8406, đã tranh đấu lâu nay không ngừng nghỉ, đặc biệt một thời gian dài trên hệ thống Thao Thoát này. Mẹ của chị đã ra đi, có lẽ vì bất mãn với cái chế độ này, và đặc biệt cái chế độ này đã tàn ác với cái con của chị, đó chính là nhà đấu tranh Tạ Phong Tần. Và bây giờ chúng ta hãy tặng những bó bông cho nhà văn Trần Hồng Vũ, tặng bó bông cho mẹ của chị Tạ Phong Tần đã ra đi hôm nay, tự thiêu tại khu hành chánh ở Bạc Liêu. Chúng ta dâng những bó bông, tặng những bó bông cho các nhà đấu tranh dân chủ trong quốc nội. Chúng ta tặng những bó bông cho các nhà đấu tranh, những người yêu nước trong các cuộc biểu tình vừa qua để thể hiện cái sự yêu nước của mình. Và chúng ta tặng những bó bông và cầu nguyện cho tất cả những người trong quốc nội và cho chính chúng ta
hết sự sợ hãi và làm những điều gì mà cộng sản sợ. Qua bài Hát cho ngày Sài Gòn quật khởi. Người con của mẹ Việt Nam, ngay trong đô thành hoặc đang sống nơi các thôn làng, từ đồng ruộng khô hay góc đi từng trại giam trên đất quê, từ khắp bốn phương trời tận cùng thế giới. Hỡi những người con của mẹ Việt Nam, ngay trong quê người từng lớp phong tranh đấu tuôn tràn, tràn từ vùng Đông Âu Ba Linh tràn về tận nhà số Bắc Kinh, chàng quân viết vô thần mát lê tan tành.